Chiến thần bất bại, Tiêu Chính Văn. Chương 4801. Thật ra họ đã hy sinh rất nhiều vì cả tộc người mới từ bỏ mọi thứ ở thế tục để đến âm phủ. Dù sao nhà họ Hiên Viên không phải thế lực bản địa ở âm phủ, từ sau khi hoàng đế thăng thiên, âm phủ ngày càng thoát khỏi sự khống chế của thế tục. Hơn nữa âm phủ từng bị ép nghe theo lệnh của hoàng đế, thế nên cũng rất hận nhánh chính Hiên Viên. Có thể nói nhà họ Hiên Viên không bị diệt cả gia tộc đã là một kỳ tích rồi. Nhưng nhà họ Hiên Viên cũng bị tính kế, đôi lúc pháo đài thường bị tấn công từ bên trong. Nhà họ Hiên Viên vốn dĩ rất lâu rồi không có một con cưng của trời nào như hoàng đế, nhưng Hạo Thiên ra đời lại khiến nhà họ Hiên Viên lần nữa nhìn thấy tia hy vọng. Mặc dù tài năng của Hạo Thiên không thể so được với hoàng đế, nhưng tương lai lại có thể vượt qua cả Hiên Viên Ngự. Nhưng cũng vì Hạo Thiên ra đời mà nhà họ Hiên Viên lại bị âm phủ và âm tư chú ý đến, cùng lúc đó thế lực của Tả Bạch Đào cũng đang đi lên. Ngay lập tức con gái của Tả Bạch Đào Tả Phượng Kiều cũng lọt vào tầm mắt của âm phủ và âm tư, hai bên nhanh chóng âm thầm cấu kết với nhau. Kể cả năm đó Tả Phượng Kiều gặp nạn cũng đều là kế hoạch một tay người âm tư tạo ra, mục đích là để làm Tả Phượng Kiều tiếp cận Hạo Thiên. Lúc đó Hạo Thiên đang ở tuổi niên thiếu thanh xuân, làm người rất nghĩa khí, vì cứu Tả Phượng Kiều mà bị tổn thương nguyên khí. Âm tư nhân cơ hội này ra sức bồi dưỡng Tả Phượng Kiều. Sau đó lại tạo ra trận chiến giữa cô ta và Hạo Thiên ở trước thành Uông Tử. Cuối cùng Hạo Thiên bị âm tư hại chết. Hai, năm đó Hạo Thiên vẫn còn quá trẻ, không hiểu những âm mưu của thế gian nên mới bị họ hại thảm. Nói đến đây, Hiên Viên Ngự không khỏi thở dài. Đôi lúc thiếu niên đắc chí thường không có kết cục tốt, Hạo Thiên cũng chính là quá xuất sắc mới bị người ta tính kế, ra đi khi còn quá trẻ. Thật ra Tiêu Chính Văn cũng có nghe nói những nội tình này khi tiếp xúc với nhà họ Diệp. Ồ, năm đó Hạo Thiên bị mấy người âm tư tính kế, Đầu Nguyên Thánh Mẫu nhíu mày nói. Đúng thế, nếu không với thực lực của Tả Phượng Kiều, dù là hiện giờ cũng chưa chắc là đối thủ của Hạo Thiên năm đó. Hơn nữa năm đó mặc dù Hạo Thiên không phải là cao thủ thiên cảnh nhưng muốn giết nó lại không phải dễ. Chắc chắn là kẻ thù trước kia của nhà họ Hiên Viên biết được điểm yếu của Hạo Thiên nên mới để chúng đạt được ý đồ xấu, Hiên Viên Ngự nghiến răng nói. Nghe đến đây Tiêu Chính Văn cũng thở dài. Từ xưa đến nay đều đưa lợi ích lên đầu hết như nhà họ Khổng, vẫn có rất nhiều người làm bất cứ điều gì vì lợi ích ích kỷ của riêng mình. Cũng chính là nhiều nguyên nhân khác nhau, nhà họ Hiên Viên mới chịu đựng nỗi đau, không gây ra bất kỳ sóng gió nào vì cái chết của Hạo Thiên. Chương 4802. Năm đó khi hoàng đế chưa thăng thiên, chắc hẳn từng nghe nói đến di tích Long tộc nhỉ, Tiêu Chính Văn lại hỏi. Chuyện này, Hiên Viên Ngự lắc đầu nói, ngay cả hoàng đế cũng không biết được rốt cuộc di tích Long tộc ở đâu, nhưng có một nơi có tên là Nghĩa Trang Long tộc, chẳng qua nơi đó cực kỳ bí ẩn. Theo tôi được biết vào thời kỳ hoàng đế, nơi đó đã trở thành cấm địa của tộc người nhưng không ít nhân vật tầm cỡ thời xưa đều có liên hệ mật thiết với phần đất này của Long tộc. Hiên Viên Ngự nói rõ vài sự việc mình biết cho Tiêu Chính Văn. Thật ra những thứ này không phải là bí mật gì với những người lớn tuổi. Tiêu Chính Văn cũng rời tầm mắt nhìn sang Đầu Nguyên Thánh Mẫu. Năm đó Si Vưu cũng từng phái người đến thử Nghĩa Trang Long tộc nhưng tiếc là cuối cùng không lấy được gì, Đầu Nguyên Thánh Mẫu cũng lắc đầu nói. Nghe hai người nói xong, Tiêu Chính Văn cũng nhíu mày. Trong đó chắc chắn có ẩn giấu gì đó nhưng dù sao cũng đã qua hàng ngàn năm rồi, thông tin để lại cực kỳ ít, không đủ để cho Tiêu Chính Văn suy đoán được chân tướng. Nhưng rõ ràng là có người bày bố vào hàng chục ngàn năm trước, nếu không hoàng đế và Si Vưu cũng không thể nào chưa giải được bí mật của Long tộc. Thậm chí có thể trận chiến giữa hoàng đế và Si Vưu cũng chỉ là một phần trong ván cờ của đối phương. Cậu Tiêu, thật ra điều tôi lo nhất hiện giờ vẫn là an nguy của cậu. Mặc dù 10 phán quan đã bị giết chết nhưng điều này ngược lại sẽ gây sự chú ý của âm tư. E là lúc này cậu có muốn rời khỏi âm phủ cũng không dễ dàng nữa, Hiên Viên Ngự nhíu chặt mày nói. Đúng thế, bên thập điện Diêm Vương cũng sẽ không khoanh tay đứng nhìn. Ngoài âm tư, thập điện Diêm Vương cũng là thế lực không thể xem thường ở âm phủ. Đấu Nguyên Thánh Mẫu cũng nhắc nhở. Tiêu Chính Văn lại dám giết 10 phán quan ở âm phủ. Sở Giang Vương đâu dễ dàng tha cho Tiêu Chính Văn như thế. Hơn nữa tôi lo mục tiêu của chúng không chỉ là một mình cậu Tiêu, thế tục và ngoài lãnh thổ e là cũng sẽ bị liên lụy,
Hiên Viên Ngự nhíu mày nói thêm. Đúng thế, thật ra Điền Kỵ vẫn luôn cấu kết với Vạn Kiếm Cốc, người này mới là kẻ ẩn náu rất kỹ ở ngoài lãnh thổ, Đầu Nguyên Thánh Mẫu cũng nói một bí mật cực lớn. Thật ra mọi người đều nghĩ Điền Kỵ là một gia thần của nhà họ Điền, nhưng không ai biết Điền Kỵ không chỉ có thông đồng với âm phủ mà còn giấu kỹ cảnh giới của mình. Chỉ riêng điều này cũng không khó nhận ra Vạn Kiếm Cốc cũng đã tham dự vào ván cờ động trời này. Hơn nữa còn đóng một vai trò vô cùng quan trọng, nếu không cũng sẽ không ngang hàng với Thiên Đạo Minh Ước. Từ lúc đầu, người nhà họ Trương bị đuổi, cho đến sau đó khai chiến với âm phủ, bên trong đều có bóng dáng của Vạn Kiếm Cốc. Nếu nói trong đó không có sự tham gia của Điền Kỵ hoặc nhà họ Điền thì ai mà tin. Lúc mấy người Tiêu Chính Văn đang trò chuyện, Thành Thiên Đô cũng xảy ra chuyện lớn. Chương 4803 khắp người ông lão thiên tỉnh của Thiên Cung Bách Cực be bét máu, mặc dù cả người ông ta lóe lên vô vàn ánh hào quang để bảo vệ cơ thể, thế nhưng vẫn bị một người đánh cho lùi về sau vài bước thêm lần nữa chỉ trong nháy mắt. Ở phía đối diện ông ta chính là một trong số ba trưởng lão lớn của Vạn Kiếm Cốc, cũng là chủ nhân thật sự của Vạn Kiếm Cốc, Kiếm Thánh. Lúc này, cả Thiên Cung Bắc Cực toàn là xác chết, khắp mặt đất máu chảy thành sông, phía trên bầu trời, một thanh kiếm lớn kình thiên áp chế xuống, treo trên khoảng không của Thiên Cung Bắc Cực. Vạn Kiếm Cốc mấy người có nghĩ tới đạo lý nữa hay không? Bây giờ kẻ địch cận kề, mấy người lại tiến công vào Thành Thiên Đô, ông lão thiên tinh gào lên với vẻ mặt ngập tràn phân nộ. Hừ, dám bất kính với Vạn Kiếm Cốc chúng tôi, ông đáng chết. Vừa nói dứt lời, lại một ánh kiếm nữa chém tới. Nhát kiếm này đủ để chém nát ngân hài ông lão thiên tỉnh lúc này đã bị trọng thương từ lâu, đâu còn chống đỡ nổi nhát kiếm này của ông ta. Khụ, một nhát chém sâu tới tận xương lập tức xuất hiện trên người ông lão thiên tỉnh. Cơn đau đớn kịch liệt khiến cho ông lão thiên tinh gần như choáng váng. Mà kiếm khí đó còn chém nứt ngọn núi cao nhất phía sau Thiên Cung Bắc Cực, chỉ trong nháy mắt, cả Thiên Cung Bắc Cực đều hóa thành một đống đổ nát. Cùng lúc này, hướng chủ thành phủ của Thành Thiên Đô, một ánh hào quang bay tới, tay Thanh Liên cầm kiếm chém thẳng về phía Kiếm Thánh. Xoạt, thanh kiếm kình thiên treo trên khoảng không đột nhiên chém xuống, Thanh Liên lập tức bị kiếm khí cường đại đánh bay. Kiếm Thánh lạnh lùng liếc nhìn hai người ông lão thiên tỉnh và Thanh Liên, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Lúc này, khắp người Kiếm Thánh đều bị vô số luồng kiếm khí bao vây lấy, đặc biệt là thanh kiếm lớn đang treo lơ lửng giữa không trung càng lóe lên vô vàn ánh hào quang rực rối. Kiếm Thánh lạnh lùng liếc nhìn hai người ông lão thiên tỉnh và Thanh Liên, khóe miệng khẽ nhếch lên, lộ ra một nụ cười khinh bỉ. Lúc này, khắp người Kiếm Thánh đều bị vô số luồng kiếm khí bao vây lấy. Đặc biệt là thanh kiếm lớn đang treo lơ lửng giữa không trung càng lóe lên vô vàn ánh hào quang rực rối. Bà cũng muốn chết à? Ánh mắt khinh thường của Kiếm Thánh chuyển về phía Thanh Liên, trong khóe mắt ngập tràn sát khí ngút trời. Không đợi Thanh Liên đáp lời, một luồng kiếm khí đã thẳng thừng chém tới. Chỉ một nhát kiếm mà thôi, cả phủ thành chủ lập tức hóa thành gạch vụn, sức mạnh long trời lở đất đó khiến cho cả Thành Thiên Đô đều trở nên dao động như thể đang có động đất. Càng đáng sợ hơn là uy thế của kiếm khí đó không hề suy giảm, sát khí ngút trời. Không biết tại sao ông lại ra tay muốn giết bọn họ vậy. Đúng vào lúc này, một giọng nói già nua vang lên, ngay sau đó, bóng dáng của Hạc Bá xuất hiện giữa hư không. Chương 4804 chỉ thấy Hạc Bá vung tay lên, một tia thần quang bảo vệ lấy Thanh Liên, mang bà ta tới sau lưng ông ta, như vậy mới cứu được Thanh Liên một mạng. Mấy khu thánh địa của Thành Thiên Đô đều do một nhân vật lớn tiếp quản, cả Thành Thiên Đô, tất cả mọi người hoặc là cút, hoặc là chết, sao thế, ông muốn ngăn cản tôi à? Kiếm Thánh lạnh lùng lên tiếng, nhìn về phía Hắc Bá với vẻ ngập tràn sát khí. Hắc Bá nghe vậy thì không khỏi nhíu mày, vào mấy ngày trước, ông ta đã nhận được tin báo có nhân tài trở về từ chiến trường vùng ngoài vũ trụ, hơn nữa nhân vật ở đẳng cấp đó, ông ta căn bản cũng chẳng thể đắc tội. Chỉ cần Bạch Khởi của nhà họ Doanh không trở về, thậm chí ngay cả nhà họ Doanh cũng chẳng thể đối kháng được với ông ta. Dẫu sao đối phương cũng là người kiểm soát thật sự của Vạn Kiếm Cốc, hơn nữa ngay cả bốn cậu chủ chiến quốc và cả mấy người tử hạng đều không dám làm trái ý đối phương, Hắc Bá có thể nói gì được đây. Và lại địa bàn của nhà họ Doanh lại không đặt ở Thành Thiên Đô, chuyện này có thể nói là không có chút quan hệ gì với nhà họ Doanh. Nhờ chuyện này không có liên quan tới nhà họ Doanh chúng tôi. Tôi đương nhiên sẽ không can dự vào, Thiên Tỉnh, Thanh Liên,
còn không mau xin lỗi kiếm thánh, mục đích hành động này của Hắc Bá chính là để bảo vệ tính mạng của hai người bọn họ. Nếu như Thái Bá đã ra mặt thì hôm nay tôi sẽ nể mặt Thái Bá mà tha cho bọn họ một mạng, bảo bọn họ nhận sai thì thôi bỏ qua. Dẫu sao Thanh Liên cũng là thành chủ của thành Thiên Đô, tôi cũng không tiện thẳng tay giết người. Kiếm Thánh nói với giọng điệu lạnh lùng. Thế nhưng bất cứ ai cũng nghe ra được Kiếm Thánh đang có ý coi thường Thiên Cung Bắc Cực và cả thành chủ thành Thiên Đô. Dẫu sao hai người ông Lão Thiên Tinh và Thanh Liên cũng bị thương rồi, mà bản thân ông A thì lại chẳng có chút tổn thất gì, cuối cùng còn bắt người khác xin lỗi ông tai tiền bối Kiếm Thánh, đều trách chúng tôi có mắt như mù, vẫn mong ông rộng lượng bỏ qua. Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh nghiến răng cố dặn ra một câu. Kiếm Thánh lạnh lùng xua tay, nói Cu Ti Hắc Bá ra hiệu bằng ánh mắt cho hai người bọn họ, sau khi ba người cùng rời khỏi địa giới của thành Thiên Đô. Hắc Bá mới khẽ thở dài nói, hai người vẫn nên đi tới đế khư trốn một khoảng thời gian trước đi. Bây giờ, nơi có thể bảo toàn tính mạng cũng chỉ có đế khư mà thôi. Chuyện này rất nhanh đã lan truyền ra Khép Đông Vực, thậm chí thế lực các phương ở vùng ngoài lãnh thổ đều vì thế mà chấn động. Thành Thiên Đô bị Vạn Kiếm Cốc chiếm cứ, Thiên Cung Bắc Cực và phủ thành chủ của thành Thiên Đô đều bị Kiếm Thánh phá hủy. Tin tức này rõ ràng giống như thiên lôi, khiến cho tất cả mọi người đều chấn động. Lúc này, Hắc Bá đã dẫn hai người ông Lão Thiên Tinh, Thanh Liên và những đệ tử bị thương của phủ thành chủ tới được đế khư Thái Bá. Chuyện này, đi tới cổng chính đế khư, mấy người Lý Bạch thấy Hắc Bá dìu Thanh Liên và ông Lão Thiên Tinh cùng tiến tới đế khư thì nhìn cả đám người với vẻ nghỉ hoặc. Lúc nào cậu Tiêu mới trở về, Hắc Bá không đáp lời mà hỏi ngược lại. Chương 4805 Lý Bạch lập tức ý thức được tính nghiêm trọng của vấn đề, không nói thêm bất cứ lời nào, vội vàng đưa mấy người Hắc Bá vào bên trong đế khư. Thật ra bên phía đế khư cũng nhận được một số thông tin, hơn nữa mấy người Tử Cống cũng đang trên đường tới đế khư, ngoài ra mấy người Long Cổ cũng cùng tới theo. Những người này đương nhiên không có chuyện tới thăm hỏi mấy người ở đế khư, chắc chắn muốn tới để gây khó dễ cho đế khư. Cậu Tiêu vẫn không có tin tức gì sao? Hắc Bá nhìn về phía Tân Lương Ngọc. Thưa Thái Bá, cậu Tiêu đã tiến vào âm phủ rồi, vùng ngoài lãnh thổ gần như hoàn toàn ngăn cách với âm phủ, vậy nên chúng tôi cũng không nghe ngóng được tin tức bên phía cậu Tiêu. Vào lúc Tân Lương Ngọc nói ra những lời này, mây đen ùn ùn kéo tới trên bầu trời, một luồng khí tức khủng bố bao trùm lấy cả khoảng trời của đế khư. Bên phía thành Thiên Đô còn hình thành một khoảng trời màu đỏ đầy khủng bố, ngăn cách thành Thiên Đô với những nơi khác. Rất rõ ràng, đối phương không chỉ dự định ra tay với thành Thiên Đô mà thậm chí ngay cả đế khư cũng sẽ bị liên lụy. Nếu như cậu Tiêu không thể trở về kịp lúc, e rằng, Hắc Bá lo lắng nhìn về phía mây đen ở cuối chân trời. Thái Bá cứ việc yên tâm, trước khi cậu Tiêu đi đã chuẩn bị xong xuôi hết tất cả rồi, Tân Lương Ngọc Khế cười nói. Ôi, với tình hình bây giờ thì e rằng chỉ chút ít chuẩn bị sẽ chẳng thể ngăn cản được đám người này đâu, Hắc Bá thở dài nói. Thật ra cho dù Tân Lương Ngọc không nói thì Hắc Bá cũng có thể đoán được sự chuẩn bị chu toàn mà Tiêu Chính Văn để lại chính là thần hồn của Hạng Vương. Thế nhưng lần này, bao gồm cả Long Cổ bên trong, cộng thêm mấy người Tử Cống Tử Dư đồng loạt ra tay, thần hồn của Hạng Vương cũng chẳng thể chống đỡ. Trừ phi Hạng Vũ chết đi sống lại thì mới có đủ sức mạnh để ngăn cản. Càng mấu chốt hơn là kiếm thánh của Vạn Kiếm Cốc đã ra mặt. Dù Hạng Vũ có đang sống thì nhiều nhất cũng chỉ có thể thăng được một đòn của kiếm thánh mà thôi. Ngay tức thì, gần như cả Đông Vực đều bị mây đen của cuộc chiến tranh bao trùm lấy, đặc biệt là những người ở gần thành Thiên Đô lòng dạ càng hoang mang hơn. Dù là đứa trẻ 3 tuổi cũng có thể nhìn ra được một trận đại chiến kinh thiên sắp sửa bùng nổi. Ôi, tính theo thời gian thì cậu Tiêu đáng ra phải trở về từ lâu rồi. Cậu ấy không phải đã xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn gì ở âm phủ rồi đấy chứ, Hắc Bá lo lắng nói. Yên tâm đi Thái Bá, nghe nói người nhà họ Trần đã cử người đi liên lạc với phân nhánh nhà họ Trần bên phía âm phủ rồi, nếu như có tin tức gì thì sẽ thông báo cho chúng ta đầu tiên, Tân Lương Ngọc cau mày nói. Nhưng bên phía thành Thiên Đô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sao ngay cả thành chủ Thanh Liên cũng, Tân Lương Ngọc quay đầu nhìn về phía Thanh Liên phía sau lưng Hắc Bá, nói. Thành Thiên Đô đã không còn tồn tại nữa rồi, kiếm thánh của Vạn Kiếm Cốc đích thân ra mặt, chiếm cứ luôn thành Thiên Đô, Hắc Bá trầm giọng nói. Chương 4806 kiếm thánh cũng đang đợi một nhân vật lớn, lần này chúng ta e rằng khó mà tránh khỏi cái chết rồi,
Thanh Liên nhìn về phía Thành Thiên Đô, nói với vẻ bi phẫn. Lúc này ở phía âm phủ, tai mắt của nhà họ Hiên Viên đã kể lại tất cả mọi chuyện xảy ra ở vùng ngoài lãnh thổ cho Hiên Viên Ngữ nghe. Cậu Tiêu, vùng ngoài lãnh thổ xảy ra chuyện lớn rồi. Nghe thuộc hạ báo cáo xong, Hiên Viên Ngữ nhíu mày. Sau đó kể lại cho Tiêu Chính Văn tất cả mọi chuyện. Ố, xem ra phía âm phủ đã có người chuyên tin ra vùng ngoài lãnh thổ, bọn họ định liên thủ. Tiêu Chính Văn chế nhạo. Theo tôi biết, phía thập điện Diêm Vương đã bố trí rất nhiều mai phục trên đường trở về giới thế tục để chờ cậu, e rằng muốn trở về cũng không dễ. Hiên Viên Ngữ trầm giọng nói. Nhà họ Hiên Viên không chỉ có tai mắt ở vùng ngoài lãnh thổ mà trong âm phủ cũng có tai mắt. Vì vậy, bất kỳ động tĩnh nào cũng không thể lọt qua mắt nhà họ Hiên Viên. Mặc dù 18 ngục không tham gia vào chuyện này, nhưng không thể coi thường thế lực của thập điện Diêm Vương. Đầu Nguyên Thánh Mẫu cũng nói thêm. Thế lực của thập điện Diêm Vương ở âm phủ có thể hủy diệt bất kỳ thế lực nào, ngay cả âm tư cũng không dám đắc tội với thập điện Diêm Vương. Hơn nữa, Hướng Thành Uông Tử đã bị mai phục, chỉ cần Tiêu Chính Văn xuất hiện thì lập tức sẽ bị bao vây giết chết. Với phong cách làm việc của thập điện Diêm Vương, chắc chắn sẽ không chỉ đơn giản là giết giữa đường, mà chắc chắn đã giăng rất nhiều cạm bẫy để chờ đợi Tiêu Chính Văn. Nếu Tiêu Chính Văn vẫn muốn về vùng ngoài lãnh thổ thì chắc chắn sẽ lành ít dữ nhiều. Hiên Viên Ngữ cũng nhíu mày thở dài, hiện tại gần như toàn bộ âm phủ đều đang nhắm vào Tiêu Chính Văn. So với Điện Thành Hoàng trước đây, khoảng cách đã không còn nhỏ nữa. Nếu thập điện Diêm Vương ra tay thật thì chuyện này sẽ vô cùng hỗn loạn. Thậm chí có thể nói, Tiêu Chính Văn không thể rút lui toàn thân được nữa. Cậu Tiêu, theo tôi được biết, ngay cả Sở Giang Vương cũng đích thân đến giết cậu rồi, người này chỉ là một trong những nhân vật lớn chứ không phải mạnh nhất. Sở Giang Vương là chủ một điện, thực lực cực kỳ cao, từ ngàn năm trước đã là cao thủ thiên cảnh cấp 4, mà bây giờ Tiêu Chính Văn mới chỉ là thiên cảnh cấp 1. Hai người chênh lệch ít nhất là ba cảnh giới, nhưng Sở Giang Vương chỉ là một trong những cao thủ, chứ không phải mạnh nhất. Không ai dám đảm bảo rằng những điện chủ khác không tham gia vào việc giết Tiêu Chính Văn. Tin tức này vừa được đưa ra đã khiến mọi người cảm thấy vô cùng áp lực. Mặt khác, ở vùng ngoài lãnh thổ cũng đang trên bờ vực bùng nổ chiến tranh. Ít nhất mười mấy cao thủ đáng sợ cùng kiếm thánh đã đến bên ngoài đế khư. Chương 4807 thế cục hiện giờ đã không thể kiểm soát, nhưng Tiêu Chính Văn lại đang mắc kẹt trong âm phủ, không thể trở về vùng ngoài lãnh thổ. Có thể nói, Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long đã bị chặn giết cả hai đầu. Chỉ cần lần này đối phương ra tay thì sẽ tiêu diệt hoàn toàn thế lực của Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long. Thủ đoạn này vô cùng tàn nhãn, tình thế trước mắt đã vô cùng nguy cấp, Hiên Viên Ngữ và Đầu Nguyên Thánh Mẫu cũng đổ mồ hôi thay cho Tiêu Chính Văn và lo lắng cho người trong giới thế tục. Vì chuyện này không chỉ liên quan đến một mình Tiêu Chính Văn nữa, mà là liên quan đến toàn bộ thế lực trong giới thế tục, thậm chí là sự an uy của cả Hoa Quốc. Hiên Viên Ngữ, ông giúp tôi chuyển lời răng bảo bọn họ nghĩ cho thật kỹ xem có thật sự muốn quyết sống chết với tôi hay không. Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Trong mắt Tiêu Chính Văn hiện lên sát khí nhàn nhạt. Nếu một mình âm phủ ra tay với Tiêu Chính Văn thì không có gì đáng sợ, bởi vì Tiêu Chính Văn cũng đã giết chết 10 vị phán quan và con gái của Tả Bạch Đào. Nhưng vùng ngoài lãnh thổ cũng đang đối đầu tới Tiêu Chính Văn, đây là ăn cây táo rào cây sung. Dù về công hay tư thì lần này Tiêu Chính Văn liều mạng đến âm phủ, cũng là vì ngàn vạn sinh linh ở vùng ngoài lãnh thổ. Mặc dù Tiêu Chính Văn cũng có ý đồ riêng, càng muốn bảo vệ giới thế tục khỏi sự tấn công của âm phủ, nhưng vùng ngoài lãnh thổ mới là người được lợi nhiều nhất. Tây vực đã bị chiếm hết, nếu không phải Tiêu Chính Văn đích thân đến khiêu chiến với Tả Phượng Kiều thì e rằng bây giờ Đông vực cũng không giữ nổi nữa rồi. Nhưng vào thời điểm mấu chốt này, nhà họ Khổng đột nhiên nảy ra chủ ý đánh đế khư, thậm chí còn đích thân dẫn người đến bao vây đế khư. Điều này đồng nghĩa với việc bán nước cho địch. Hiên Viên Ngữ cũng nhanh chóng phái người đến thập điện Diêm Vương để thương lượng. Nhưng ngay sau đó đã nhận được câu trả lời từ đối phương. Cậu Tiêu, đối phương đã trả lời rõ ràng rằng sẽ sống chết đến cùng. Sắc mặt của Hiên Viên Ngữ vô cùng khó coi. Được. Nếu bọn họ đã quyết định như vậy thì không cần nói nhiều nữa. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Nếu đối phương đã quyết định sống chết với anh thì chỉ còn cách dùng thực lực để nói chuyện mà thôi.
Cậu Tiêu, thực lực toàn diện của chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của đối phương, Nhất Ngục và nhà họ Hiên Viên không thể địch lại nổi bọn họ. Tôi nghĩ đối phương đã chuẩn bị tất cả rồi cho nên thái độ mới kiên quyết như vậy. Đầu Nguyên Thánh Mẫu trầm giọng nói. Thưa gia chủ, không hay rồi, chúng ta cũng bị bao vây rồi. Đúng lúc này, người của nhà họ Hiên Viên vội vã chạy vào, thở hổn hển báo cáo. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Chương 4808 lúc này, bên ngoài nhà họ Hiên Viên đã bị một đám người đen kịt vây quanh, đừng nói là một người sống, mà ngay cả một con ruồi không thể bay ra ngoài. Bọn họ thật sự muốn đuổi cùng giết tận. Người đâu, mau truyền lệnh của tôi, toàn tộc chuẩn bị sẵn sàng chiến đấu. Sắc mặt Hiên Viên Ngự trở nên lạnh lùng, đãng đẳng sát khí nói. Nhà họ Hiên Viên đã chịu đựng đủ rồi, khi Hạo Thiên chết, bọn họ không hề lên tiếng mà luôn âm thầm nhấn nhịn cục tức. Bây giờ, đối phương còn muốn dồn tất cả thành viên của nhà họ Hiên Viên vào chỗ chết, điều này đã dâm lên giới hạn cuối cùng của Hiên Viên Ngự. Nếu đã không thể trốn tránh thì đấu một trận đi, sống chết có số, cuối cùng vẫn chưa biết ai sẽ chết đâu. Đừng nôn nóng, những người khác ở lại đây, một mình ông cùng tôi đến cung Sở Giang Vương là được. Tiêu Chính Văn nói xong liền đứng dậy. Nghe vậy, cả Hiên Viên Ngự và Đầu Nguyên Thánh Mẫu đều sững sờ, nhìn Tiêu Chính Văn với vẻ mặt khó hiểu. Đối phương đã dẫn quân đến rồi, vậy mà lúc này Tiêu Chính Văn lại muốn đơn phương độc mấp. Cậu Tiêu, bây giờ chúng ta đến cung Sở Giang Vương e rằng không ổn. Hiên Viên Ngự vừa nói vừa lau mồ hôi lạnh trên trán. Nếu người ta đã đến cửa nhà rồi thì chúng ta nên chuẩn bị một món quà lớn cho bọn họ mới phải. Nói xong, Tiêu Chính Văn bước ra ngoài sảnh. Vâng, Hiên Viên Ngự cắn răng, quay người đi theo Tiêu Chính Văn ra khỏi sảnh lớn. Nếu cậu Tiêu đã không sợ kẻ thù mạnh thì Hiên Viên Ngự tôi hôm nay sẽ liều mạng cùng cậu, cho dù là núi đao biển lửa, tôi cũng sẵn sàng sống chết cùng cậu. Vừa dứt lời, Hiên Viên Ngự phất tay, một thanh kiếm dài bay tới. Lúc này, trong mắt Hiên Viên Ngự không hề còn vẻ sợ hãi, mà đầy sát khí. Nếu chuyện này đã không thể cứu vấn được nữa thì ông ta phải chết một cách vẻ vang, xứng danh nhà họ Hiên Viên. Tiêu Chính Văn chắp một tay sau lưng, dẫn theo Hiên Viên Ngự đến cung Sở Giang Vương. Cùng lúc đó, tin tức Tiêu Chính Văn đến cung Sở Giang Vương cũng lập tức an truyền trong âm phủ. Tiêu Chính Văn đã đối đầu với cả âm phủ, hầu như tất cả mọi người đều nhìn Tiêu Chính Văn với ánh mắt mỉa mai. Suda trên đồi ước cự sa sầm mặt mày sau khi biết được tin tức này. Hắn dám một mình đến cung Sở Giang Vương. Mặc dù, Suda không hiểu ý của Tiêu Chính Văn, nhưng luôn có một dự cảm không lành. Sau khi nghe tin này, sắc mặt Hisanaen cũng trở nên nghiêm túc. ABC Mây dường như cảm nhận được sự nguy hiểm tiềm ẩn, nên lập tức trốn đi. Chương 4809 người như vậy cũng phải chết ở cung Sở Giang Vương, đúng là trời độ anh tài. ABC Mây nhìn lên bầu trời xa xôi, khẽ thở dài. Trước khu đất rộng lớn đối diện cung Sở Giang Vương, mấy chục nghìn người lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn và Hiên Viên Ngự đi về phía cung Sở Giang Vương. Hừ, chủ động đến tìm đường chết à? Một người đàn ông trung niên chế nhạo, quay người lại. Trước cửa chính cung Sở Giang Vương, rất nhiều người không thể nhìn thấy góc bên kia. Một luồng uy lực vô cùng đáng sợ bao phủ lấy Tiêu Chính Văn và Hiên Viên Ngự như thủy triều ập đến. Tiêu Chính Văn và Hiên Viên Ngự một trước một sau từng bước đi về phía trước, đi đến quảng trường cung Sở Giang Vương dưới ánh nhìn chăm chú của hàng ngàn người. Lúc này bên ngoài quảng trường đã có hàng ngàn ánh mắt sắc lạnh tràn đầy sát khí nhìn chăm chằm Tiêu Chính Văn và Hiên Viên Ngự. Hôm nay nếu các người đã đến thì sẽ ở lại đây mãi mãi. Bỗng có một giọng nói già nua vang lên trong cung Sở Giang Vương, giọng nói đó vang vọng cả bầu trời như sấm rền. Chỉ một câu nói bình thường đã khiến mặt đất sông núi ở hàng trăm cây số chấn động, ngay cả tầng mây trên bầu trời cũng rơi xuống cả trăm mét. Đây là cao thủ thiên cảnh cấp 4, là thực lực của Nguy Thiên Tiên. Thiên Tiên vẫn là mục tiêu cuối cùng mà những người trong võ thuật theo đuổi, mà thiên cảnh cấp 4 đã đạt đến cảnh giới Nguy Thiên Tiên, mặc dù lúc này đối phương vẫn không phải là thiên tiên thật nhưng cũng siêu phàm như mọi người nghĩ. Trong truyền thuyết, những người thật sự đạt đến thực lực thiên tiên thường là những người một mình có thể tiêu diệt cả tỉnh Hà, thậm chí những người này đã ngộ đạo được chân lý của quy chân. Hơn nữa đạt đến cảnh giới hòa làm một thể với trời đất, vũ trụ.
Nghe cách nói của thời xưa Hoa Quốc, những người này đều đã đi đến cảnh giới đỉnh cao của loài người. Thế nên mới nhảy ra khỏi tam giới, không ở trong ngũ hành. Ngao du giữa đất trời, nên được gọi là tiên. Cao thủ đạt đến bước này đã thoát khỏi sự ràng buộc của trận pháp, thuật pháp, thậm chí có thể làm được nói sao trở thành như thế, thân thể như trời đất, ý nghĩ như thiên đạo. Tùy tiện nói ra một câu nào đó đã thể hiện đạo lý chính đại của trời đất. Chấm, tương đương. Ông lão trước mặt này mặc dù chưa đạt đến mức đáng sợ đó nhưng chỉ một câu nói cũng có thể làm chấn động trời đất. Uy thế này đã vượt ra khỏi phạm vi của uy lực, càng vượt xa dự liệu của người thường. Ông lão đứng dậy đi về phía quảng trường ngoài cung Sở Giang Vương, tiên âm lượn lờ xung quanh, những đám mây đầy màu sắc, vô số hoa thơm từ trên trời rơi xuống, vô số tia sáng gần như phản chiếu toàn bộ bầu trời. Đây là người đã đạt đến cảnh giới nguy tiên, cũng chỉ có đạt đến cảnh giới này mới được trời đất đón nhận. Chương 4810 cậu khiến tôi rất ngạc nhiên đấy, tôi vốn dĩ còn muốn đi bắt cậu nhưng không ngờ đã chủ động đưa đến tận cửa. Bóng người già nua chậm rãi xuất hiện. Mặc dù người này tóc đã bạc trảng nhưng gương mặt lại toát ra sức sống như thanh niên mới 20-30 tuổi. Tiêu Chính Văn chỉ thờ ơ nhìn về phía ông lão, ánh mắt không hề lộ ra vẻ sợ hãi. Ngược lại anh còn nhìn thẳng vào mắt ông lão. Quả nhiên có khí thế đấy, thảo nào họ không phải là đối thủ của cậu, ông lão chính là chủ nhân của cung Sở Giang Vương, Sở Giang Vương. Thoáng chốc Sở Giang Vương đã đi đến chỗ cách Tiêu Chính Văn không quá 100 bước, Tiêu Chính Văn vẫn đứng kiêu ngạo đứng thẳng người. Ngay cả Tả Bạch Đào cũng không dám đứng cách tôi 100 bước, mà cậu lại dám xem uy thế của tôi là không khí, quả nhiên không tâm thường, Sở Giang Vương gật đầu, kiêu ngạo nói. Khí tức ngụy tiên không phải là thứ mà người nào cũng có thể chịu đựng được, dù là cao thủ thiên cảnh cấp 3 cũng sẽ bị ép đến mức quỳ rạp xuống dưới khí tức này, ngay cả ý nghĩ đứng lên cũng là một ước muốn cao xa. Tiêu Chính Văn chỉ là thiên cảnh cấp 1 thế mà lại có thể chống lại uy thế mạnh mẽ của Sở Giang Vương, bình tĩnh như không hề có chuyện gì xảy ra, thậm chí không hề có chút vẻ căng thẳng, lo lắng nào, điều này cũng khiến Sở Giang Vương khá bất ngờ. Không ngờ sau 1000 năm, thế tục vẫn có một thiên tài như cậu xuất hiện, nhưng tiếc là cậu không nên giết người của tôi, càng không nên giết Tả Phượng Kiều. Nói rồi Sở Giang Vương lạnh lùng nhìn Tiêu Chính Văn. Mặc dù người thanh niên trước mặt này chắc chắn là thiên tài của một thế hệ nhưng vẫn kém hơn ông ta rất nhiều. Trước tiên chưa kể đến cấp bậc này, không có cả thực lực thiên cảnh cấp 2 thì chỉ như một đứa trẻ 3 tuổi yếu ớt ở trước mặt ông ta thôi. Nếu cậu có thể hiểu được sự tình thì có lẽ sẽ không lưu lạc đến bước đường này, người xưa có câu cứng quá thì dễ gãy, cây cao đón gió lớn. Những gì cậu đã làm thì có chết 1000 lần 10000 lần cũng không đủ để đền tội cho cậu, nhưng ông trời rất yêu thương sinh linh, hôm nay tôi có thể cho cậu một cơ hội tự sát. Để cậu chết không quá khó coi. Sở Giang Vương kiêu ngạo nói. Ông ta nghĩ rõ ràng Tiêu Chính Văn đang tự chui đầu vào lưới. Cho dù anh có tài năng xuất chúng thế nào, cuối cùng cũng chỉ có một con đường chết. Tự sát, xin lỗi nhé, không chỉ tôi sẽ không tự sát mà cũng sẽ không cho ông cơ hội tự sát. Tiêu Chính Văn bình tĩnh nhìn Sở Giang Vương, ánh mắt lóe lên tia sắc lẻm. Ha ha ha, nghe thế Sở Giang Vương ngửa mặt lên bật cười, một lúc sau mới lắc đầu nói, này, cậu cũng đánh giá cao mình quá đấy. Chương 4811 mặc dù tôi không phải là người có thực lực cao nhất trong 10 điện chủ, nhưng giết cậu thì không cần tốn nhiều sức lực. Sở Giang Vương không vội ra tay, trong mắt ông ta lúc này Tiêu Chính Văn đã như một thi thể. Giết anh chẳng qua là xem tâm trạng của Sở Giang Vương. Dĩ nhiên Sở Giang Vương cũng biết rõ lần này Tiêu Chính Văn tìm đến đây không thể nào tự tìm chết mà là muốn đến giết ông ta, nhưng cách biệt giữa hai người họ quá lớn. Dù ông ta đứng yên không động đậy, Tiêu Chính Văn cũng không thể nào gì ông ta. Dù sao ông ta cũng là ngụy tiên, chỉ cần chân tiên không xuất hiện thì ông ta là sự tồn tại vô địch. Cho dù là trận pháp thế nào hoặc thuật pháp tuyệt diệu đến mức nào thì cũng không có tác dụng trước mặt ông ta. Sở Giang Vương vừa dứt lời, bầu trời bỗng xuất hiện rất nhiều mây đen, phong ấn toàn bộ sinh mệnh của Tiêu Chính Văn. Trên mặt đất cũng nổi lên một dòng suối máu. Máu tanh trào lên mặt đất, vô cùng đáng sợ. Mặc dù một chiêu này trông có vẻ bình thường nhưng uy lực lại mạnh hơn thuật pháp vô thượng. Chỉ cần bị dính một chút máu đó thôi,
dù là cơ thể hay thần hồn của Tiêu Chính Văn cũng sẽ bị tổn thương, cho đến khi suối máu đó biến thành máu. Tôi đã lĩnh hội hết tất cả mọi thứ của thế gian từ lâu, mọi chúng sinh đều bôn ba vì sự sống, nhưng nào biết được chỉ có cái chết mới là điểm cuối của sinh mạng. Ông ta vừa dứt lời, sinh khí xung quanh Tiêu Chính Văn lập tức biến mất với tốc độ có thể nhìn thấy. Dường như câu nói đó của ông ta là thánh chỉ của trời. Đòn tấn công này âm thầm lao đến gần như khiến mọi người không kịp đề phòng. Chỉ cần sinh khí của Tiêu Chính Văn cạn kiệt thì thứ chờ đợi Tiêu Chính Văn chỉ có còn cái chết. Tiêu Chính Văn nhìn Sở Giang Vương, lạnh lùng cười lắc đầu nói, đây chính là thực lực của ông đấy à? Khiến người ta thất vọng quá rồi. Anh vừa nói thế, Sở Giang Vương cười nhạo, sau đó khẽ vung tay, suối máu đó lại trào lên. Hơn nữa sinh khí trong người Tiêu Chính Văn cũng nhanh chóng dần biến mất với tốc độ gấp 10 lần. Thậm chí chỉ trong thoáng chốc tóc Tiêu Chính Văn đã trở nên bạc trắng, xuất hiện trạng thái già đi nhanh chóng. Cả người anh như khô héo, thậm chí ngay cả lưng cũng dần cong xuống. Nhưng cũng ngay lúc này, khí tức quanh người Tiêu Chính Văn bỗng thay đổi, thoáng chốc đã khôi phục lại dáng vẻ tuổi trẻ, sinh khí vô tận lại toát ra từ người Tiêu Chính Văn. Sống chết vốn dĩ chính là luân hồi mà thôi. Phải nói rằng chiêu thức này của Sở Giang Vương, dù là cao thủ thiên cảnh cấp 3 cũng không thể tránh được chứ đừng nói là thiên cảnh cấp 1. Nhưng với Tiêu Chính Văn, sinh khí và tử khí vốn dĩ là hai cực, nhưng giữa nó lại hình thành một loại luân hồi, sinh tức là tử, tử tức là sinh. Chương 4812 vậy nên thế tấn công của Sở Giang Vương không có hiệu quả gì với Tiêu Chính Văn. Sở Giang Vương hoàn toàn sửng sốt khi nhìn thấy cảnh tượng trước mắt. Thật ra sống chết chỉ là một phần của luân hồi thôi, sinh tức là tử, tử tức là sinh, đạo lý đơn giản như thế mà ông không nhận ra à, Tiêu Chính Văn chế giễu nói. Những lời này của Tiêu Chính Văn đã hoàn toàn chọc tức Sở Giang Vương. Lĩnh hội quy chân của ông ta tuyệt đối không thể kém hơn tên Tiêu Chính Văn này được. Nhưng ông ta nghĩ bí mật của Tiêu Chính Văn quá nhiều. Dầm. Một thiên đao lướt qua, một đòn tấn công lúc nãy chưa trúng, Sở Giang Vương cũng không giữ lại nữa, cứ thế đánh bằng cảnh giới và thực lực. Lúc đầu ông ta muốn kết thúc mạng sống của Tiêu Chính Văn bằng cách này, nhưng không ngờ lại trở thành trò cười của Tiêu Chính Văn, sao ông ta có thể không tức giận được chứ? Dù sao ông ta cũng là một trong 10 điện chủ, lại là cao thủ cảnh giới ngụy tiên, đâu thể nhẫn nhịn để Tiêu Chính Văn khiêu khích và cười nhạo được cơ chứ? Thanh thiên đao vô hình đó ẩn chứa sức mạnh mặt trăng và mặt trời lao thẳng đến, dòng hỗn loạn thời không như thủy triều cuốn Tiêu Chính Văn vào trong đó. Cả người Tiêu Chính Văn đều ở trong dòng hỗn loạn thời không, như một con thuyền đơn độc lung lay trong vòng xoáy. Tôi vốn dĩ muốn cho cậu một cái chết toàn thây, tiếc là cậu không biết tốt xấu, vậy thì tôi sẽ khiến cậu chết không toàn thây, Sở Giang Vương tức giận nói. Được thôi, tôi muốn xem thử rốt cuộc là ai chết không toàn thây. Tiêu Chính Văn cười nhạo đáp lời. Hừ, một tên hậu hối ngông cuồng, cậu cũng xứng khiêu khích tôi à? Nói rồi Sở Giang Vương vung tay lên, dòng hỗn loạn thời không càng cuồng bạo hơn. Đây chính là sự đáng sợ của ngụy tiên. Tùy ý có thể sử dụng trận pháp thời không, cho dù thực lực có mạnh đến đâu cũng như hư không khi đứng trước thời không. Người khống chế thời không cũng chính là người khống chế tất cả. Trên thế giới này chỉ có duy nhất thời không là có thể tiêu diệt mọi thứ. Lúc này tình cảnh của Tiêu Chính Văn cực kỳ nguy hiểm, dường như hoàn toàn không có sức đánh trả. Hừ, thằng danh con, đừng có mà nói mồm nữa, trong dòng hỗn loạn thời không này, ngoài cái chết thì cậu có thể làm được gì, Sở Giang Vương cười mỉa, chế giễu nói. Tiêu Chính Văn cười khẩy, lắc đầu, với tầm nhìn của ông thì không bao giờ hiểu được đâu. Còn thời không hay sống chết mà ông nói đó, ông nghĩ chỉ dựa vào những thứ này là có thể giết được Tiêu Chính Văn tôi sao? Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn lập tức giơ tay lên. Không trung bỗng chốc xuất hiện một vết nứt lớn. Chương 4813 khí tức đế vương lan tràn ra, ngay sau đó một người đàn ông cao lớn, đầu đội đế quan, bước ra từ vết nứt hư không. Khoảnh khắc nhìn thấy người này, con người Sở Giang Vương trợn to, sắc mặt trở nên trắng bệch. Bạn của trẫm là người mà ông có thể nhắm vào sao? Thần hồn của Lý Thế Hải lập tức xuất hiện trong không trung, tất cả khí tức trong vòng mấy trăm cây số đều thay đổi. Thần hồn còn sót lại của ông ta luôn lượn lờ trong thành Uông Tử, nhưng không giống người khác, trong thần hồn còn sót lại của ông ta vẫn còn khí tức đế vương.
thế nên đến giờ thần hồn của Lý Thế Hải vẫn lòng vòng ở âm phủ. Vừa dứt lời, Lý Thế Hải tiến đến trước một bước. Thoáng chốc mặt đất rung chuyển, khí thế hùng hồn như muốn tiêu diệt cả trời đất. Thật ra Lý Thế Hải mới là con át chủ bài cuối cùng để Tiêu Chính Văn dám bước vào âm phủ. Thần hồn còn sót lại của Lý Thế Hải bước đến gần Tiêu Chính Văn lập tức dung hợp hoàn toàn với cơ thể Hạo Thiên. Lúc này, tương đương với việc Lý Thế Hải và Tiêu Chính Văn cùng dùng chung cơ thể của Hạo Thiên, mặc dù thần hồn của Lý Thế Hải không thể dung hợp với thần hồn của Tiêu Chính Văn, nhưng lại có thể lấy sức mạnh trong thần hồn cho Tiêu Chính Văn mượn. Khoảnh khắc sức mạnh thần hồn của Lý Thế Hải hòa vào Tiêu Chính Văn, thậm chí ngay cả không khí xung quanh cũng ngưng động lại. Lúc này một luồng khí tức chấn động trời đất bỗng bùng phát. Hiên Viên Ngự bên cạnh cũng trợn to há miệng khi nhìn thấy cảnh tượng này. Lý Thế Hải, ông dám, lúc này Sở Giang Vương cũng hoảng sợ, mặt mày không còn giọt máu, chỉ vào cơ thể Hạo Thiên đã thay đổi về khí tức, tức giận quát. Nhưng cho dù ông ta nói thế nào cũng đã muộn rồi. Tiêu Chính Văn đã một bước đạt đến cảnh giới Ngụy Tiên. Điều này có nghĩa là lúc này Tiêu Chính Văn đã cùng cấp bậc với Sở Giang Vương về cảnh giới và thực lực. Chẳng phải ông rất nhiều thời không, sống chết gì đó sao? Vậy thì tôi sẽ cho ông biết cái gì mới là sinh tử chi đạo, thuật pháp luân hồi. Nói rồi Tiêu Chính Văn đưa một tay ra. Rầm, hai hình thái cực âm dương lập tức hiện ra như hai con thương long một đen một đỏ đang lượn vòng trên bầu trời. Thấy thế Sở Giang Vương sợ hãi ra đầu tê cả lại. Ông ta nghĩ sinh tử luân hồi là điều không thể, càng không thể bị con người dùng làm trận pháp hoặc thuật pháp. Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn đang diễn hóa luân hồi. Chương 4814 sinh khí, tước đoạt. Tiêu Chính Văn nói ra bốn chữ. Anh vừa nói xong, hiện tượng đã xuất hiện. Sau đó tử khí và sinh khí quanh người Sở Giang Vương gần như dần biến mất cùng lúc, không lâu sau Sở Giang Vương đã già đi, ngay cả tư thế đứng của ông ta cũng không vững lắm. Lúc này lần đầu tiên Sở Giang Vương cảm nhận được cái chết cách ông ta gần đến thế. Nhưng ông ta là Sở Giang Vương người quản lý một trong 10 điện của âm phủ. Ngay cả ông ta phải chết sao? Đây đúng là một trò cười mà. Nhưng thực lực của đối phương quá mạnh, thậm chí Sở Giang Vương không có sức để dãy giụa. Điều khiến Sở Giang Vương càng không thể tin đó là lúc này Tiêu Chính Văn lại có thể làm được thủ thuật biến hóa bằng lời nói, phải biết đó là chiêu độc quyền chỉ Ngụy Tiên mới có. Thuật pháp luân hồi của Tiêu Chính Văn càng vượt xa đạo sinh tử của Sở Giang Vương hàng trăm lần. Mọi sự vật trên thế gian đều nằm trong luân hồi. Thiên đạo tức là luân hồi, nhân đạo chính là như thế. Lúc này sinh khí và tử khí gần như nhanh chóng biến mất cùng một lúc, Sở Giang Vương đã sắp đi đến bờ vực của cái chết. Lúc này ông ta mới cảm nhận được mình bất lực với sinh tử thế nào. Giống như thuật pháp mà ông ta đã thi triển với Tiêu Chính Văn trước đó, đó là khí thế chèn ép tuyệt đối, không thể phản kháng, cũng không thể vùng vẫy được. Lúc này người trong cả cung Sở Giang Vương đều cảm nhận được sự ảnh hưởng. Ngay cả sinh khí và tử khí trong người họ cũng trào hết ra ngoài như nước lũ. Tiêu Chính Văn, cậu dám diệt cả cung Sở Giang Vương. Sở Giang Vương cứ nghĩ cùng lắm thì Tiêu Chính Văn chỉ giết một mình ông ta, nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại tính kế với tất cả mọi người ở cung Sở Giang Vương. Tiêu Chính Văn cười nhạo, đã cho các người cơ hội rồi, là do các người bất chấp đối đầu với tôi. Vừa nói, Tiêu Chính Văn lại sử dụng trận pháp. Thoáng chốc người trong cung Sở Giang Vương đều biến thành tro tàn. Ngay cả cung Sở Giang Vương cũng biến thành một đống gạch vụn nát bươm. Lúc này cũng chỉ có một mình Sở Giang Vương vẫn còn đang liều mạng chống lại. Không phải ông ta không mạnh mà là sức chiến đấu hiện tại của Tiêu Chính Văn đã mạnh hơn ông ta, hơn nữa bản lĩnh và nền tảng của Tiêu Chính Văn sao có thể là thứ mà ông ta so được. Đừng thấy Sở Giang Vương sống nhiều năm như thế mà lầm. Kinh nghiệm của một người ông ta sao có thể so được với Thiên Sơn Thư Lục. Nham thạch dưới lòng đất trào lên, cả cung Sở Giang Vương lập tức bị chìm trong đó như thể trước giờ chưa từng có cung Sở Giang Vương. Chương 4815 nhìn thấy cảnh tượng thê thảm trước mặt, gương mặt Sở Giang Vương hiện lên nụ cười ăn năn. Nếu không phải ông ta quá xem thường Tiêu Chính Văn, cộng thêm việc đánh giá bản thân mình quá cao thì sẽ không có tai họa ngày hôm nay. Lúc này ông ta chỉ còn một chút khí tức, thậm chí không thể truyền mọi chuyện xảy ra ở đây cho thế giới bên ngoài. Lại một tử khí bị lấy ra khỏi người Sở Giang Vương,
cơ thể Sở Giang Vương ngã xuống đất như cây khô héo úa. Sở Giang Vương một trong thập điện Diêm Vương cứ thế chết dần chết mòn. Tiêu Chính Văn vẫn chắp tay hai sau lưng, ánh mắt hiện lên sát khí. Đi thôi, vừa dứt lời Tiêu Chính Văn bước lên vầng sáng rời đi. Hiên Viên Ngự cũng vội vã theo sau. Đến hiện giờ Hiên Viên Ngự vẫn còn ngơ ngác, cảnh tượng vừa rồi như một giấc mộng hoang đường. Lúc nãy người mà Tiêu Chính Văn giết không phải ai khác mà là Sở Giang Vương một trong thập điện Diêm Vương. Hàng chục ngàn năm nay, trước tiên không nói đến việc dám hay không, mà cả âm phủ này có mấy ai có thể đánh lại ông ta. Chiến thần bất bại chỉ xét về thực lực cũng đã đủ khiến cả âm phủ này không ai dám khiêu chiến với ông ta. Nhưng một người như thế mà lại chết trong tay Tiêu Chính Văn. Ngay cả Hiên Viên Ngự cũng không dám tin cảnh tượng mình vừa thấy đã xảy ra. Hơn nữa cả cung Sở Giang Vương cũng bị Tiêu Chính Văn hủy diệt chỉ trong một chiêu, thậm chí không một ai có thể chạy thoát. Đây đúng với từ tàn sát. Nhìn bóng lưng của Tiêu Chính Văn, Hiên Viên Ngự hồi lâu sau cũng không thể bình tĩnh được. Không lâu sau Tiêu Chính Văn lại bay đến trên bầu trời Vi Hào. Khi khí tức Tiêu Chính Văn bao phủ trong điện thần Hero của Vi Hào ở âm phủ, AB Seimei dùng mình. Ông ta quá quen với cảm giác này, chính là khí tức của người đàn ông đó. Lúc này một ông lão tóc bạc phía sau ông ta đang yên tĩnh ngồi đằng sau, ông lão còn đang ôm một thanh kiếm võ sĩ trong ngực. Khí tức Tiêu Chính Văn lao đến trên bầu trời, ông lão mở mắt ra. Khoảnh khắc đôi mắt nghiêm nghị đã trải qua năm tháng của ông ta mở ra, cả bầu trời như xuất hiện một luồng sấm sét. Tiêu Chính Văn chỉ cúi đầu nhìn điện Hero, sau đó tiến ra một bước, ngay sau đó đã đứng trong điện Hero. Từ lúc bước vào điện Hero, Hiên Viên Ngự thậm chí còn cảm thấy hơi sợ hãi. Nếu Tiêu Chính Văn lại tiêu diệt điện Hero chắc chắn sẽ làm chấn động cả âm phủ. Chương 4816 đầu tiên là cung Sở Giang Vương, sau đó là điện Hero, hai thế lực này đều là sự tồn tại không thể chọc nổi ở âm phủ. Dù là Hiên Viên Ngự cũng không dám cứng rắn đối đầu với hai thế lực này, mà Tiêu Chính Văn chỉ có một mình lại hủy diệt hai thế lực lớn. Đây chắc chắn là người đầu tiên từ trước đến nay. Quan trọng nhất là Tiêu Chính Văn sử dụng một chiêu đã hủy diệt cung Sở Giang Vương, nếu thêm một chiêu nữa hủy diệt điện Hero thì đúng là đáng sợ đến cùng cực. Trong một ngày, chỉ với hai chiêu đã tàn sát hai thế lực lớn. Có lẽ ngay cả Thượng Quân Hậu Thổ cũng sẽ không tin điều này. Cũng vào lúc này, AB Seimei tuyệt vọng ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Chính Văn. Ông lão đằng sau ông ta lạnh lùng ngẩng đầu lên, rồi đi về phía hai người Tiêu Chính Văn ở đại điện. Ông ta là người nắm quyền của Vi Hào, hàng chục ngàn năm nay luôn ngồi chấn định điện Hero, lần nữa chịu gian truân vất vả vì sự hưng thịnh của Vi Hào. Mặc dù ông ta cũng ở cảnh giới thiên cảnh cấp 4, nhưng so ra thì thực lực của Sở Giang Vương vẫn yếu hơn ông ta. Đạt đến cấp bậc thiên cảnh, cách biệt giữa đồng cảnh giới với nhau còn lớn hơn cả đế cảnh. Có thể nói một trời một vực. Vì ông ta nhập đạo với đoạn đao trảm, thế nên lấy tên là đoạn đao. Còn danh tính thật của ông ta thì ngay cả bản thân ông ta cũng không nhớ được nữa vì thời gian đã quá lâu. 10.000 năm trước khi ông ta vẫn còn là một đứa trẻ dã ngộ được tinh túy của đoạn đao trảm từ cảnh tượng bố mẹ bị giết đó. Một đứa trẻ chưa đến 8 tuổi giết liên tiếp hàng trăm võ sĩ, cả người dính đầy máu như một sát thần. Cũng chính lúc này mới khiến đoạn đao bước vào hàng ngũ võ giả. Cũng chính trận chiến này khiến ông ta trở thành người mà vô số nhân vật tầm cỡ ở Vi Hào tranh giành. Chưa đến 20 tuổi đã trở thành một trong 8 kiếm sư mạnh nhất ở cả Vi Hào. Bây giờ đã qua 10.000 năm, các cường giả và cao thủ trước đó đều đã chết, chỉ có ông ta vẫn còn đứng sừng sững vững vàng ở đây. Ông ta muốn đợi thời cơ, đợi đến lúc âm phủ Hoa Quốc yếu nhất sẽ xuất thế, giành lại huy hoàng ngày xưa của Vi Hào, nhưng dù thế nào ông ta cũng không ngờ được. Ông ta không chỉ không đợi được âm phủ Hoa Quốc suy tàn, mà ngược lại phải đối mặt với một hậu bối khiến ông ta sợ hãi. Ngay khi ông ta và Tiêu Chính Văn bốn mắt nhìn nhau, nỗi sợ không tên bỗng xuất hiện trong nháy mắt. Khí tức lúc này của Tiêu Chính Văn đã là cao thủ thiên cảnh cấp 4 rồi, có uy lực của giả tiên, nhưng theo lý thì Tiêu Chính Văn chỉ là một hậu bối, hơn nữa khí tức của anh rõ ràng chỉ mới vừa bước vào cảnh giới này mà thôi. Còn đoạn đao đã đứng vững ở cảnh giới này hàng ngàn năm rồi. Dù thế nào cũng sẽ không có ý nghĩ sợ một hậu bối mới phải chứ.
Chương 4817 nhưng, tí tách, một giọt mồ hôi lăn xuống từ trán đoạn đao, một cái hố sâu xuống lòng đất lớn bằng cỡ ngón cái xuất hiện trên nền gạch đại điện. Kiếm võ sĩ trong tay ông ta cũng rung lên, ngay cả vũ khí chinh chiến cả đời với ông ta cũng phát ra tiếng kêu bi thương. Đây là nỗi sợ từ sâu trong linh hồn, cũng là một bản năng. Lần đầu tiên đoạn đao lại nhìn một người thanh niên một cách cảnh giác như thế. Cũng là lần đầu tiên có cảm giác nguy hiểm cái chết đang đến gần. Cậu là Tiêu Chính Văn. Mặc dù đoạn đao chưa từng gặp Tiêu Chính Văn, nhưng nhìn cử chỉ run lẩy bẩy của ABC Mây, ông ta cũng đã đoán được thân phận của đối phương. Tiêu Chính Văn chỉ lạnh lùng gật đầu. Xem ra, lần này âm phủ không thể giữ lại cậu nữa rồi, đoạn đao sầm mặt, quyết tuyệt nói. Đôi khi con người không thể phạm lỗi lầm, vì một khi phạm phải một sai lầm thì không có cơ hội sửa chữa, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Ha ha, có lẽ cậu đến đây cũng là một sai lầm đấy. Vừa dứt lời đoạn đao bay lên, vung tay lên, thanh kiếm dài lóe lên ánh sáng chói mắt lao thẳng đến ngực Tiêu Chính Văn. Thoáng chốc mũi kiếm chỉ cách ngực Tiêu Chính Văn chưa đến ba tấc. Một kiếm này xét về tốc độ hay sức lực đều là tuyệt thế trong kiếm cảnh. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng phải gật đầu, khá đấy. Ra chiêu rất hay. Vừa dứt lời, Tiêu Chính Văn giơ ngón tay ra như một thanh kiếm, đối mặt với mũi kiếm. Tiêu Chính Văn thế mà lại lấy ngón tay thay kiếm toàn lực đánh một đòn về phía mình ư. Đoạn đao cười nhạo, Tiêu Chính Văn vẫn còn quá trẻ, trận chiến sinh tử giữa đồng cấp mà cậu ta lại dám sơ suất như thế. Mặc dù thanh kiếm dài trong tay ông ta không phải là vũ khí thời xa xưa nhưng cũng đi theo ông ta chinh chiến hàng ngàn năm, hơn nữa từng dính máu của 8 con rắn. Có thể nói mặc dù thanh kiếm này không phải là vũ khí thời xa xưa nhưng đã mạnh hơn vũ khí thời xa xưa rất nhiều lần. Thậm chí đã bắt đầu có linh trí rồi. Trong mấy chục ngàn năm chinh chiến, ông ta đã giết bao nhiêu người đồng cấp rồi cơ chứ? Cho dù cơ thể đối phương mạnh thế nào cũng không thể đỡ được một nhát kiếm của ông ta. Nhưng ngay sau đó khi thanh kiếm trong tay đoạn đao chạm vào hai ngón tay của Tiêu Chính Văn lại không phát ra âm thanh trong dự đoán, cũng không có sự va chạm khí tức mãnh liệt. Thanh kiếm dài của ông ta thế mà lại bị hai ngón tay của Tiêu Chính Văn kẹp chặt lại. Chương 4818 mặc dù đoạn đao cũng thành thục chiêu thức này nhưng ông ta chỉ dùng khi đánh nhau với võ giả sơ cấp. Đến cảnh giới của họ, chém kiếm bằng tay không là đang tìm đường chết. Nhưng hai ngón tay của Tiêu Chính Văn như thể hòa làm một với thanh kiếm đó, cho dù đoạn đao có kiếm rút thế nào cũng không thể thoát khỏi bàn tay Tiêu Chính Văn. Thậm chí trên thân kiếm còn phát ra tiếng kêu như thể thanh kiếm từng trải qua chiến trường, dính máu vô số sinh linh này cảm nhận được tia tuyệt vọng. Thoáng chốc vị thế của đoạn đao và Tiêu Chính Văn liên tục thay đổi, nhưng cho dù lên trời hay xuống đất, đoạn đao vẫn không thể thoát khỏi Tiêu Chính Văn. Hai ngón tay Tiêu Chính Văn dùng sức, từng đạo lực vô hình xuyên qua thân kiếm tấn công cổ tay đoạn đao. Mặc dù sức lực này không đủ để giành thanh kiếm này, nhưng sức lực đó đánh vào cổ tay của đoạn đao lại khiến ông ta có dự cảm không lành. Xoẹt xoẹt xoẹt, từng lực đạo sau khi xuyên qua cổ tay của đoạn đao đều đánh về phía các tòa nhà bên cạnh và mặt đất sơn xuyên, từng đạo lực đều có sức phá hoại đáng sợ. Một lực khí lực đánh vào mặt đất cách ABC Mây 10 mét. Thậm chí ABC Mây chưa kịp chạy trốn đã bị chấn động đến mức nôn ra máu, văng ra xa. Lúc này ABC Mây càng sợ đến cùng cực. Trước đó vài ngày người đàn ông này vẫn chưa mạnh đến thế, nhưng chỉ qua mấy ngày mà chỉ đánh bừa ra một đòn đã có thể đánh ông ta bị thương nặng như vậy. Lúc này ông ta đã không chỉ bị thương cơ thể mà tâm thần cũng bị ảnh hưởng. Ngược lại là Hiên Viên Ngự. Lúc trước khi ở cung Sở Giang Vương đã từng nhìn thấy bản lĩnh của Tiêu Chính Văn, thế nên khi anh và đoạn đao vừa đánh nhau, ông ta đã trốn cách đó vài trăm mét. Nhưng các đệ tử Điện Hero không may mắn được như thế, khí lực phân tán ra xung quanh, dù chỉ là một tia nhỏ thôi cũng đủ để đánh chúng vào người. Vô số khí lực văng ra xa, các đệ tử bao quanh Điện Hero cũng đều biến thành vũng máu. Thậm chí không ít cao thủ thiên cảnh cấp 2 và cấp 3 cũng bị đánh cho bị thương nặng. Chỉ trong thoáng chốc, không chỉ quấn chặt lấy kiếm đoạn mà còn khiến nguyên khí của Điện Hero bị tổn thương, thậm chí ngay cả Điện Hero đã có lịch sử lâu đời cũng bị Tiêu Chính Văn hủy diệt, chứng tỏ bản lĩnh này đáng sợ thế nào. Lúc này đoạn đao trợn trừng mắt, hai mắt như phun ra lửa nhìn Tiêu Chính Văn.
Điện Hiro là sự tồn tại độc nhất vô nhị trong âm phủ Vi Hào, cũng là niềm hy vọng cuối cùng của âm phủ Vi Hào. Nhưng ông ta chỉ có thể trơ mắt nhìn hy vọng của âm phủ Vi Hào bị hủy trong tay Tiêu Chính Văn. Cảm giác này còn khó chịu hơn giết ông ta rất nhiều. Chương 4819 cậu dám giết hàng ngàn đệ tử của tôi liều mạng già này cũng phải lôi cậu chết cùng. Lúc này cơn giận của Đoạn Đao đã lên đến đỉnh điểm. Thậm chí gạt cả sống chết của mình sang một bên. Bây giờ ông ta chỉ có một suy nghĩ, đó là trả thù cho hàng ngàn đệ tử Điện Hiro. Chỉ dựa vào ông mà cũng có tư cách lôi tôi chết cùng sao? Ông cũng đánh giá cao mình quá rồi đấy, Tiêu Chính Văn cười nhạo, chế giễu nói. Từng giây từng phút trôi qua, tần suất và sức lực ra tay của Tiêu Chính Văn lại cao hơn một chút. Dù là cao thủ thiên cảnh cấp 1 cũng không thể đỡ được khí lực mà Tiêu Chính Văn đánh ra, thoáng chốc đã biến thành vũng máu, tan biến trong thế gian. Cảnh tượng này khiến sắc mặt Đoạn Đao liên tục thay đổi, lúc này ông ta đã dùng hết sức rồi, mà Tiêu Chính Văn vẫn còn sức lực sao? Hơn nữa dù là hiện giờ, Tiêu Chính Văn vẫn cực kỳ bình tĩnh như thể vẫn chưa đánh hết sức. Sức mạnh ngón tay của Tiêu Chính Văn cũng ngày càng mạnh, vài giây sau đó thậm chí ngay cả Đoạn Đao cũng hơi không chống đỡ nổi nữa, thấy kiếm võ sĩ trong tay cũng sắp không vững nữa. Nhưng người ngoài nghĩ từ đầu đến cuối hai người họ chưa từng di chuyển nửa bước, thật ra là do tốc độ của hai người quá nhanh, mắt thường không nhìn thấy được. Chưa đến 10 giây nữa, chỉ thấy Đoạn Đao bỗng nôn ra máu, sau đó cả người văng ra xa. Nhưng cả người ông ta còn chưa rơi xuống đất đã liên tục run rẩy vài cái, sau đó bản thân Đoạn Đao cũng hóa thành xương máu tản đi trong không trung. Khi Đoạn Đao chết không toàn thây, không để các đệ tử của Điện Hiro hoàn hồn, Tiêu Chính Văn vung tay lên khiến kiếm võ sĩ bay về phía tháp trấn hồn bát vũ. Tháp trấn hồn bát vũ là biểu tượng của Vi Hào, cũng là thần vật bất diệt ngàn năm bảo vệ Vi Hào. Nhưng thanh kiếm võ sĩ đó lại chém tháp trấn hồn bát vũ làm đôi. Tháp trấn hồn bát vũ ngã xuống, nhiều đệ tử Vi Hào bỗng chốc hóa thành máu. ABC Mây không còn tâm tư tỏ ra sợ hãi hay thương cảm, xoay người chạy trốn về hướng âm phủ Hoa Quốc với tốc độ nhanh nhất. Từ lúc Tiêu Chính Văn đến Điện Hiro đến khi Đoạn Đao bị giết, Điện Hiro bị hủy diệt cũng chỉ có 2-3 phút. Mọi thứ xảy ra quá nhanh đến mức mọi người không thể tin được. Thậm chí âm phủ còn chưa kịp tiêu hóa tin tức cung sở Giang Vương bị tiêu diệt thì Điện Hiro đã trở thành một đống gạch vụn. Chỉ có vài người lớn tuổi có thực lực cực kỳ cao mới nhận ra sự khác thường. Cũng có không ít người chạy đến cung sở Giang Vương xem xét tình hình. Cậu Tiêu, lẽ nào để ông ta chạy thế sao, nói rồi Hiên Viên Ngự quay sang nhìn về hướng ABC Mây chạy trốn. Dù sao lúc này tin tức Điện Hiro vẫn chưa truyền ra ngoài. Hơn nữa ngoài cung sở Giang Vương, các thế lực khác vẫn chưa cảnh giác được. Lúc này nếu để ABC Mây chạy thoát, ngược lại sẽ rất bất lợi với Tiêu Chính Văn. Chương 4820 thôi vậy, ông ta đã sợ đến vỡ mật rồi, có cho ông ta 10 lá gan cũng không dám nói mọi chuyện xảy ra ở đây đâu, Tiêu Chính Văn lạnh nhạt nói. Hiên Viên Ngự thu hồi ánh mắt nói với Tiêu Chính Văn, cậu Tiêu, tiếp theo chúng ta đi đâu? Tiêu Chính Văn cười mỉa nói, trong thập điện còn một nữ điện chủ, nghe nói người này giết vô số người, càng thích hành hạ thần hồn của người khác, không ngại đi gặp bà ta một chút. Nói rồi bóng người Tiêu Chính Văn xoẹt qua, đã bay về hướng đông bắc. Ở một bên khác, ABC Mây không ngừng nghỉ bay đến một ngọn núi sâu trong lòng âm phủ Hoa Quốc. Lúc này ông ta đã không còn tâm tư quan tâm đến vết máu cả người nữa, đến khi trốn vào trong hang núi. Trái tim luôn treo lơ lửng trong lồng ngực của ABC Mây mới yên tâm. Nghỉ ngơi một lúc ông ta mới nhớ lại cảnh tượng đáng sợ vừa xảy ra. Cả quá trình Tiêu Chính Văn chỉ dùng một ngón tay mà thôi, thoáng chốc đã khiến Điện Hiro trở thành đống hỗn độn. Đối mặt với đối thủ ở cấp bậc này, ông ta không dám nhìn lại, càng đừng nói là chống lại. Cho đến hiện giờ mỗi khi nhớ lại Tiêu Chính Văn chỉ tùy ý vung tay lên đã có thể chém tháp trấn hồn bát vũ làm đôi. Ông ta đều toát cả mồ hôi lạnh. Tận mắt nhìn thấy sư môn và sư huynh, sư đệ của mình đều chết trong tay Tiêu Chính Văn, ABC Mây không dám có ý nghĩ trả thù. Ngược lại lúc này trong lòng ông ta lại xuất hiện sự vui mừng sau khi chạy thoát. Một lúc sau, ABC Mây mới cười khổ nhìn ra ngoài hang núi, may mắn là Tiêu Chính Văn không đuổi đánh đến.
sau đó ABC Mây dứt khoát điểm ngón tay vào không trung làm một hòn đá lớn rơi xuống, chặn luôn cửa hang. Ở một bên khác, trong điện ngọc nữ trên núi Quỷ Khốc, một người phụ nữ xinh đẹp, mặc bộ đồ trắng đang gảy đàn. Bà ta là Bạch Y, vợ của Dương Giác Thoái, được gọi là ma nữ trong âm phủ. Bạch Y vốn dĩ là một người phụ nữ nông dân vào thời kỳ Thiên Tần, nhưng trong đêm tân hôn đã bị chồng mình giết chết. Đến khi chết bà ta vẫn còn ôm hận với đàn ông. Bà ta không hiểu tại sao chồng lại làm như thế, càng không hiểu rốt cuộc mình đã làm gì sai. Mãi đến khi bà ta đến âm phủ, sau khi vào thành Uông Tử hồi tưởng lại cả một đời của mình, oán giận trong lòng cũng càng tăng lên. Chính là vì lòng oán giận này mới khiến bà ta trở thành oán nữ duy nhất du lượn hàng ngàn năm trong thành Uông Tử. Đến sau này được Dương Giác Thoái dẫn ra khỏi thành Uông Tử, cuối cùng kết đôi với Dương Giác Thoái, trở thành điện chủ núi Quỷ Khốc cản trở thần hồn quay về thế tục trên đường U Minh. Nhưng nơi này vừa không thuộc về thập điện Diêm Vương, vừa không thuộc quyền quản lý của âm tư, tự nhiên trở thành một vùng đất trời. Chương 4821 mà bà ta chính là chủ của vùng đất trời này, cho dù là người sống hay thần hồn, chỉ cần đi vào núi Quỷ Khốc đều bị bà ta dằn vặt, cuối cùng thần hồn cũng tiêu biến. Hàng ngàn năm nay, bà ta dùng cách này để phát tiết oán giận trong lòng. Tiếng đàn thê lương vang lên, gương mặt Bạch Y hiện lên nụ cười rạng rỡ, đối diện bà ta là một người đàn ông trung niên đang đau đớn rên rỉ. Nhưng tiếng rên của hắn lại khiến Bạch Y càng phấn khích hơn, tiếng đàn vang lên, người đàn ông trung niên đó thoáng chốc biến thành vũng máu, sau đó thấm vào lòng đất. Ngay lúc này một luồng sáng ở chân trời lao đến, Bạch Y ngẩng đầu lên, cười nói, lại thêm một tên không biết sống chết đến nữa à. Ngay sau đó Tiêu Chính Văn xuất hiện trước mặt Bạch Y. Người phụ nữ được gọi là ma nữ trong âm phủ, thậm chí chấm còn không muốn nhìn bà ta thêm một cái, Lý Thế Hải cực kỳ căm ghét nói. Tiếng ác của Bạch Y gần như đã truyền đi khắp âm phủ, nhưng núi Quỷ Khốc lại là địa bàn của bà ta và Dương Giác Thoái, ngay cả thập điện Diêm Vương cũng phải nể mặt bà ta. Ồ, lại là một anh đẹp trai à, hôm nay đúng là may mắn, Bạch Y lấy một tay che mặt, lộ ra nụ cười tà ác. Tiêu Chính Văn không thèm nhiều lời với bà ta, anh giơ lên tay chỉ vào trong không trung. Khí tức đáng sợ đánh thẳng về phía ngực Bạch Y. Phụt, đòn tấn công này của Tiêu Chính Văn không có máu văng ra như trong dự đoán, cũng không khiến Bạch Y văng ra xa mà là đâm xuyên qua, Bạch Y còn ngửa mặt lên bật cười. Tiếng cười cực kỳ chói tai, nghe thấy lại càng khiến người ta tê cả da đầu. Hả, Tiêu Chính Văn khẽ nhíu mày, hơi ngạc nhiên nhìn Bạch Y. Dù là đoạn đao cũng không đỡ nổi đòn tấn công vừa rồi, nhưng lại không thể khiến Bạch Y bị thương, chắc chắn có nguyên do gì đó. Tiêu Chính Văn vung một tay lên, một luồng sáng màu vàng đánh ra, sau đó mọi thứ xung quanh đều biến mất. Ngay sau đó đại điện Xâm La như huyết ngục xuất hiện trước mặt Tiêu Chính Văn. Khắp mặt đất là dòng sông máu màu đỏ đậm chảy dưới chân Tiêu Chính Văn, mà xung quanh đều là hỏa ngục đỏ đen, vô số ngọn lửa bao vây núi Quỷ Khốc này. Bà ta là vợ của Dương Giác Thoái, đời trước Dương Giác Thoái chết do bị đói và lạnh, còn bà ta cũng bị chính chồng mình giết trong đêm tân hôn nên núi Quỷ Khốc mà hai người làm chủ là nơi không khác gì địa ngục trong âm phủ cả. Người phụ nữ này rất giỏi về thuật ảo giác, tuyệt đối không được sơ suất. Giọng Lý Thế Hải vang lên, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu. Lúc này Bạch Y đã xuất hiện cách Tiêu Chính Văn 100 bước, đang cười tươi hớn hở nhìn Tiêu Chính Văn. Chương 4822 người mà lúc nãy Tiêu Chính Văn đánh chỉ là một ảo cảnh của bà ta thôi, chưa đánh trúng chân thân của bà ta, thế nên Bạch Y mới có thể không bị thương gì. Làm gì mà tức giận thế, lẽ nào ở lại nghe một khúc đứt ruột gan của tôi không được sao, giọng Bạch Y tiếng gào khóc thê lương, mặt mày càng trở nên dữ tợn. Tiêu Chính Văn lạnh lùng hừ một tiếng, sau đó đánh một quyền đến. Thoáng chốc cơ thể Bạch Y đã biến thành vô số mảnh. Nhưng ngay sau đó vô số mảnh đó lại hợp lại với nhau, Bạch Y cử động chân tay, sau đó che mặt cười nói, Tiêu Chính Văn, tôi không dễ dàng bị cậu giết thế đâu. Dù là thập điện Diêm Vương cũng không thể làm tôi bị thương. Bạch Y không có khả năng tấn công như người khác, nhưng bà ta lại có một kỹ thuật đáng sợ, đó là cho dù chết bao nhiêu lần cũng có thể hồi sinh. Nói cách khác là trong năm tháng dài đằng đẵng vô tận, oán khí tích lũy lại khiến bà ta có một cơ thể bất tử.
Truyền thuyết nói mèo có 9 mạng, còn Bạch Y có bao nhiêu mạng ngay cả bản thân bà ta cũng không đếm được. Bản thân Bạch Y cũng có cảnh giới thiên cảnh cấp 4, nói cách khác mỗi lần Tiêu Chính Văn giết bà ta có nghĩa là đang giết một ngụy tiên thiên cảnh cấp 4. Mặc dù sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn rất mạnh, mỗi một cú đấm, thậm chí là mỗi một ngón tay đều có thể giết được Bạch Y, nhưng đó cũng chỉ là một mạng trong vô số mạng sống của bà ta thôi. Nhưng Tiêu Chính Văn có thể giết được bà ta bao nhiêu lần? Dù sao mỗi lần ra tay Tiêu Chính Văn cũng tiêu hao rất nhiều sức lực, một hai lần có thể vẫn chịu được, nhưng hàng ngàn lần thì sao? Dù có liều mạng, bà ta cũng có tự tin hạ gục được Tiêu Chính Văn. Chỉ cần khí tức của Tiêu Chính Văn hơi không ổn định thì là thời cơ tốt nhất để bà ta giết Tiêu Chính Văn rồi. Sở dĩ Bạch Y tự tin như thế là vì năm đó rất nhiều cao thủ cũng bại dưới chiêu này của bà ta. Hơn 1.000 năm trước, trận chiến với Tam Nguyên Lý Tịnh chính là vì mạng sống vô tận của bà ta, cuối cùng mới khiến Lý Tịnh phải thất bại. Còn vương bí của Đại Tần đáng sợ thế nào? Kết quả cũng bị ép đến mức tháo chạy. Mặc dù tuyệt chiêu của Bạch Y không có quả nhiều lực sát thương, nhưng bất kỳ ai cũng không thể chịu được sự tiêu hao không ngừng nghỉ này. Hơn nữa thân là một trong hai thành hoàng lớn, Bạch Y vợ của Dương Giác Thoái lại có thể là người là những người tầm thường có thể so được chứ. Dù sao nếu so sánh giữa Dương Giác Thoái và Tả Bạch Đào thì cảnh giới và thực lực của Dương Giác Thoái không chỉ cao hơn Tả Bạch Đào một sao. Nhưng Tiêu Chính Văn lại không hề do dự ra tay lần nữa. Chương 4823 liên tiếp đánh ra mấy trăm đòn, quyền ảnh dày đặc như mưa thoáng chốc đã phủ lên trên cơ thể Bạch Y. Nhưng một lúc sau, Bạch Y lại đắp nặn lại cơ thể của mình, cười nhạo Tiêu Chính Văn. Có thần kỹ như thế trong tay, bà ta không sợ Tiêu Chính Văn. Sao thế, không còn sức nữa rồi à? Với tôi thì đây chỉ mới bắt đầu thôi. Năm đó Lý Tịnh giết tôi hàng ngàn lần, Vương Bí liên tục giết tôi 3 ngày 3 đêm, nhưng kết quả hai người kia cũng chỉ thế thôi. Tôi mong cậu có thể mạnh hơn họ một chút. Bạch Y nở nụ cười đáng sợ, đứng ở xa nhìn Tiêu Chính Văn. Bất kỳ ai sau khi trải qua một lần tiêu hao như động không đáy, thế tấn công sẽ bị ảnh hưởng. Hơn nữa đúng như Bạch Y nói, cứ bị tiêu hao như thế, Tiêu Chính Văn không có bất kỳ cơ hội thắng nào. Chỉ có tốc chiến tốc thắng mới có lợi nhất với Tiêu Chính Văn. Có phải cậu đang nghĩ làm sao mới có thể tốc chiến tốc thắng không? Tôi khuyên cậu vẫn nên từ bỏ suy nghĩ đó đi. Nếu đã đến rồi thì cậu không thể đi được trong thời gian ngắn đâu, hay nói cách khác cậu không bao giờ đi ra khỏi núi quỷ khốc. Bạch Y khẽ cười, thậm chí đứng quay lưng lại với Tiêu Chính Văn, tỏ ra không xem Tiêu Chính Văn ra gì, mục đích là để chọc giận Tiêu Chính Văn, khiến anh nhanh chóng tiêu hao nguyên khí. Đến lúc đó Tiêu Chính Văn mất hết khả năng phản kháng. Có thể nói cả âm phủ ngay cả thập điện Diêm Vương cũng không dám đắc tội với người phụ nữ này là vì bà ta rất khó đối phó. Bà cách cái chết chỉ trong vài gang tấc, Tiêu Chính Văn cười khẩy, sau đó đi ra bên ngoài núi quỷ khốc. Gần trong gang tấc, dù có đánh 3 ngày 3 đêm, tôi cũng có thể chơi với cậu đến cùng. Nói rồi rất nhiều suối máu trào lên từ dưới mặt đất. Sau đó đan xen thành một tấm lưới che trời trước mặt Tiêu Chính Văn, ý đồ ngăn Tiêu Chính Văn lại. Sao mà nói đi là đi thế, tôi chưa đồng ý không ai có thể tùy tiện rời khỏi núi quỷ khốc cả. Cậu cũng không ngoại lệ, vừa dứt lời, Bạch Y cực kỳ ngạc nhiên. Tấm lưới máu trước mặt Tiêu Chính Văn lập tức tan nát. Còn Bạch Y cũng đột nhiên nôn ra máu. Ngay sau đó cơ thể bà ta bắt đầu siêu vẹo, tay chân dần co rút lại. Rắc rắc. Cơ thể bà ta liên tục co rút vào bên trong với góc độ kỳ lạ, tiếng xương vụn vỡ cũng vang lên. Máu đầu tiên là chảy ra từ trong miệng bà ta, sau đó là từ mũi, tiếp theo hai tai cũng bắt đầu chảy máu. Sao lại thế này? Bây giờ Bạch Y đã trở nên hoảng hốt, cơ thể bà ta thế mà bị mất khống chế, hơn nữa còn co rút vào trong với tư thế kỳ lạ. Nếu cứ tiếp tục như thế, không cần Tiêu Chính Văn ra tay, bà ta cũng sẽ nổ tung mà chết. Thật ra mấy trăm cú đánh lúc nãy của Tiêu Chính Văn không chỉ là mấy trăm cú đánh mà các cú đánh đó đã tạo thành trận pháp. Chương 4824 trận pháp này có thể làm uy lực mỗi cú đánh của Tiêu Chính Văn tăng lên gấp đôi, mà mấy trăm cú đánh thì uy lực tăng lên gấp mấy trăm lần. Sức mạnh đáng sợ này đủ khiến không gian méo mó, thậm chí xuất hiện hiện tượng dòng chảy loạn thời không. Thế nên trong lúc Bạch Y vẫn còn đắc ý kiêu ngạo,
thật ra Tiêu Chính Văn đã nhìn ra được mọi bí mật của bà ta. Xem ra mỗi lần Tiêu Chính Văn đánh bà ta đều chưa thể tạo ra bất kỳ thương tổn nào với bà ta cả, nhưng thật ra thì không hẳn là thế. Đây cũng chính là điểm Bạch Y đã đánh giá thấp Tiêu Chính Văn. Bà ta nghĩ Tiêu Chính Văn cũng giống như Lý Tịnh và Vương Bí, cuối cùng sức cùng lực kiệt, để mặc cho mình đánh, nhưng bà ta lại không thể tưởng tượng được kết quả như vậy. Mấy trăm quyền đã phá vỡ hư không một phương trời, nói cách khác nơi này đã hình thành một hố đen vũ trụ mà mắt thường không thể nhìn thấy. Tiêu Chính Văn cũng lười nói chuyện thêm với Bạch Y, anh sải bước đi ra khỏi núi Quỷ Khốc. Ngay lúc Tiêu Chính Văn bước ra khỏi núi Quỷ Khốc, phía sau anh vang lên tiếng chấn động và tiếng kêu thảm thiết, thê lương của một người phụ nữ. Khói bụi bay lên không trung, che phủ bầu trời, cả núi Quỷ Khốc đều biến thành cho bụi cùng với Bạch Y. Mãi đến lúc này cả âm phủ đều bị tin tức đột ngột này làm cho chấn động. Đầu tiên là cung Sở Giang Vương bị tiêu diệt, các thế lực của Sở Giang Vương đều bị tàn sát. Điện Hero của Vi Hào bị hủy diệt, cả âm phủ Vi Hào gần như bị Tiêu Chính Văn giết chết. Rất nhiều thế lực trước đó còn đang cười cợt Tiêu Chính Văn không nên một mình đến âm phủ thì lúc này đều không có tâm trạng xem thường anh nữa. Sở Giang Vương của Thập Điện Diêm Vương cũng bị diệt môn rồi sao? Đâu chỉ như thế, cả âm phủ Vi Hào bây giờ không tìm thấy được một cao thủ thiên cảnh nữa kìa, đều chết trong tay người này rồi. Thế, chẳng phải âm phủ đã nhấc đá đập ngược vào chân mình rồi sao? Trong thời gian ngắn, mọi gia tộc và các thế lực đều sôi nổi bàn về chuyện này. Cũng chính vì bản lĩnh của Tiêu Chính Văn khiến mọi người nghĩ đến trong thế gian cũng chỉ có Tiêu Chính Văn mới có thể làm được. Đúng thế, chính là Tiêu Chính Văn đã từng dấy lên làn sóng mạnh mẽ ở vùng ngoài lãnh thổ đó. Hay nói cách khác, từ đầu âm phủ đã không nên chọc vào Tiêu Chính Văn, hơn nữa Tiêu Chính Văn bị các nơi của ngoài lãnh thổ gạt bỏ, âm phủ hoàn toàn có thể đứng về phe Tiêu Chính Văn. Chỉ cần âm phủ hứa không ra tay với thế tục, Tiêu Chính Văn cũng sẽ không ngăn cản kế hoạch tấn công cả ngoài lãnh thổ. Ngay lúc mọi người vẫn còn đang trong trạng thái kinh hoàng, trận đại chiến ở núi Quỷ Khốc đã kết thúc. Chương 4825 lúc Tiêu Chính Văn đi khỏi núi Quỷ Khốc chạy đến nơi tiếp theo, một người đàn ông mặc đồ đen, tay cầm dây thừng chặn đường đi của Tiêu Chính Văn. Ông ta chính là chồng của Bạch Y Dương Giác Thoái, cũng là người trốn sau lưng Tả Bạch Đào, người đứng sau lên kế hoạch mọi chuyện. Hai mắt Dương Giác Thoái đen sâu thẳm, phía sau ông ta là màn xương màu đen, bao phủ cả hàng ngàn mét xung quanh. Tử khí màu đen tạo ra rất nhiều dòng sông tử khí xung quanh Dương Giác Thoái, chảy quanh người ông ta. Tiêu Chính Văn bình tĩnh, lạnh lùng nhìn đối phương. Sở dĩ anh đến tìm Bạch Y là vì muốn dẫn dụ Dương Giác Thoái ra. Với quan hệ giữa Tả Bạch Đào và Dương Giác Thoái, những chuyện xảy ra trước đó không hề có bóng dáng của ông ta. Dĩ nhiên Tiêu Chính Văn biết rõ đạo lý nhổ cỏ không tận gốc sẽ còn hậu họa về sau. Để bảo vệ thế tục chu toàn, chắc chắn phải tiêu diệt người này. Hai người không nhiều lời, lập tức nổ ra một trận chiến kinh thiên động địa. Lúc này không chỉ là âm phủ, trận chiến của Tiêu Chính Văn và Dương Giác Thoái nổ ra khiến cả đế khư ngoài lãnh thổ cũng mây đen đầy trời. Tần Lương Ngọc kiêu ngạo đứng ngoài cửa núi đế khư, bên cạnh bà ta còn có Viên Thiên Canh, Từ Huy Tổ và mấy người Long Hình, Long Nguyệt. Ngay cả Thanh Liên và Thiên Tinh Tử cũng đứng trong đám người, mọi người đều như gặp phải kẻ địch nhìn về phía khung trời đằng xa. Đám mây đen ngày càng gần, từng vầng sáng bao vây chặt lấy mọi người. Lúc này một cây tre cổ thụ lộ ra giữa trời và đất. Vài học giả thân mặc đồ học giả, đầu đội mũ hình vuông đứng trên vầng sáng đi đến. Tử Cống, Tử Dư, Tử Hằng gần như xuất hiện trên bầu trời đế khư cùng một lúc. Khí thế đáng sợ này đủ để chấn động khắp phương trời. Ngoại trừ người có thực lực mạnh nhất, những học giả ở lại trong thế tục đều đến hiện trường. Ở phía tây, lá cờ hai màu trắng đen tung bay, bóng người Hachiki Orochi cũng chậm rãi xuất hiện. Thoáng chốc một trận chiến lập tức nổ ra. Trận chiến này không chỉ quyết định kết cục của đế khư thuộc về ai mà cũng quyết định vận mệnh của thế tục và Hoa Quốc. Có thể nói, cả nghìn năm trở lại đây, đây mới là lần đầu vùng ngoài lãnh thổ có thế trận lớn như vậy, hơn nữa còn chỉ là để đối phó với một thế lực mới sản sinh mà thôi. Nhìn thấy cảnh tượng này, gần như người của cả đông vực đều bị chấn động. Các vị, việc gì cũng phải đề cao hòa hoãn, dẫu sao mọi người cũng đều là người Hoa Quốc cả.
Hắc Bá tiến vào hư không trước tiên, mái tóc dài không có gió vẫn tự tung bay, chỉ là biểu cảm trên mặt hết sức nghiêm trọng. Nếu như đối phương ra tay, ngay cả ông ta cũng chẳng thể ngăn cản. Chương 4826 chỉ cần Thiết Quân Đại Tần dám có động tĩnh gì vào lúc này thì chẳng khác gì muốn khai chiến với cả Đông Vực, thậm chí là cả vùng ngoài lãnh thổ cả, dù là Tử Chi thì cũng phải suy xét cẩn trọng mới hành động. Ngay cả Hắc Bá cũng phải ứng phó thận trọng chứ chưa nói tới những thế lực khác nữa. Ai dám đối kháng với nhà họ Khổng và những thế lực lớn này của Đông Vực cơ chứ? Hắc Bá, chuyện ngày hôm nay không liên quan gì tới nhà họ Doanh của ông, tôi khuyên ông một câu, đừng dây dưa vào chuyện này, nếu không thì ngay cả ông cũng đừng mong có thể rời đi toàn thây. Vừa nói dứt lời, trên bầu trời chợt trở nên rúng động, lại có thêm hai bóng dáng cao lớn nữa xuất hiện. Kiếm Thánh chắp hai tay sau lưng, sải bước tiến ra với vẻ mặt cao ngạo. Một cỗ khí tức khủng bố từ dưới chân Kiếm Thánh lao thẳng lên 9 tầng mây, khiến cho đất trời một phương chợt trở nên u tối chỉ trong nháy mắt. Bên cạnh hắn còn có một ông lão tóc trắng, thanh kiếm dài trong tay lóe lên vô vàn ánh hào quang màu bạc, kinh hoàng cả đất trời. Sự xuất hiện của hai người bọn họ chính là đại diện cho Vạn Kiếm Cốc. Nhà họ Doanh của Đại Tần và Vạn Kiếm Cốc cũng chỉ là cá mè một lứa, nếu như cộng thêm nhà họ Khổng thì thực lực thật sự đã cao hơn nhà họ Doanh hiện giờ. Vậy nên Kiếm Thánh đương nhiên có lý do để cao ngạo. Ở một nơi khác, bên trong nhà thờ tổ nhà họ Trần, Trần Huy Tổ hết sức nóng ruột nhìn về phía ông lão đang ngồi trên vị trí chủ tọa bên trong đại sảnh. Ông lão tóc bạc trắng đầu, trông đã có tuổi, dù là như vậy thì khi ngồi trong đại sảnh ông ta vẫn bộc lộ được uy nghiêm vô thượng. Bên cạnh ông ta có hai nam thanh niên đang rót trà bưng nước cho ông ta bình tĩnh đón lấy tách trà, khẽ nhấp một ngụm trà thơm. Cụ Tổ, vẫn mong nhà họ Trần chúng ta nể tình cậu Tiêu ra tay trưởng nghĩa, có thể giúp đỡ Điện Thần Long một tay. Trần Huy Tổ chắp hai tay, quỳ một gối trên mặt đất, cầu khẩn với vẻ hết sức nóng ruột. Hừ, ông là cái thá gì mà dám ra lệnh cho cụ Tổ, lẽ nào cụ Tổ còn cần ông phải dạy sao, nam thanh niên đứng bên cạnh lạnh lùng quát mắng. Nhưng mà, ông mù đấy à, không nhìn thấy cụ Tổ đang thưởng trà sao, quấy rầy nhã hứng của cụ Tổ, ông có chết vạn lần cũng chẳng thể đền tội, nam thanh niên đó liếc nhìn Trần Huy Tổ đang quỳ trước đại sảnh bằng vẻ mặt cao ngạo. Trần Huy Tổ nghiến răng, lửa giận ngút trời sắp sửa bộc phát. Thế nhưng một giây sau, khi ông ta nghĩ tới nguy cơ rất lớn mà Điện Thần Long đang phải đối diện, mấy người Tần Lương Ngọc có lẽ đều sẽ chết trong trận chiến này thì lại cố gắng áp chế lửa giận trong lòng xuống. Còn không mau nhân lúc cụ Tổ chưa trách tội ông mà cút sang một bên đi, nam thanh niên đó lạnh lùng gằn giọng. Chương 4827 Trần Huy Tổ nheo hai mắt lại, nghiến răng kêu ken két. Thế nhưng tới cuối cùng thì ông ta vẫn đứng dậy lui sang một bên. Trên bầu trời đế khư, Hắc Bá cũng đã bị ép phải quay trở lại. Cho mấy người một cái chết thể diện, trong vòng 3 giây tự sát đền tội đi, Tử Cống lạnh lùng lên tiếng, vẻ mặt không chút biểu cảm. Mặc dù Điện Thần Long chúng tôi tồn tại ở vùng ngoài lãnh thổ mới chỉ trong thời gian ngắn, thế nhưng cũng vô cùng vững chắc, Tần Lương Ngọc lạnh lùng ngẩng đầu lên, cao ngạo lên tiếng. Trên bầu trời, những bóng dáng khủng bố khí thức đầy mạnh mẽ, nếu đổi là người khác thì sớm đã bị áp chế cho nói không nên lời rồi. Thế nhưng lúc này, Tần Lương Ngọc lại có thể ứng phó như thường, điều này đủ để nói lên rằng trong suốt khoảng thời gian vừa qua, sự hoàn thiện của bà ta khủng bố tới độ nào. Mấy người không có phép tắc như vậy là vì không biết kính trọng tiên hiền, đám người quên nguồn quên gốc giống như mấy người vĩnh viễn không biết thế nào là lòng kính sợ. Ông lão bên cạnh Kiếm Thánh cười lạnh lùng, trầm giọng quát mắng. Tiên hiền, Tần Lương Ngọc lạnh lùng nhìn về phía ông lão kia. Tiên sư Khổng Thánh chính là tiên hiền, nếu như đối với tiên sư Khổng Thánh mà cũng không có lòng kính sợ thì mấy người thật đáng chết, ông lão lại châm biếm. Thấy vậy, Hắc Bá mấy lần muốn tiến lên khuyên ngăn Tần Lương Ngọc, cố gắng dùng phương thức hòa giải để giải quyết vấn đề với đối phương. Dẫu sao thực lực cũng phơi bày ra đó. Dù thế nào Điện Thần Long cũng không thể là đối thủ của mấy người này, lỡ như hai bên giao đấu, Điện Thần Long sẽ tan thành cho bụi chỉ trong nháy mắt. Mấy người chỉ giống như con kiến ở trong mắt chúng tôi, giết mấy người chẳng khác gì mổ gà giết chó, Tử Cống chắp một tay sau lưng, cao ngạo đứng giữa hư không, giọng nói chấn động đất trời và vang vọng khắp vùng ngoài lãnh thổ. Tiếng quát này của ông ta vừa là đang tìm lý do để san phẳng Điện Thần Long, đoạt lại thánh địa đế khư,
đồng thời cũng đang khiến cho những thế lực lớn nhỏ khi trước từng xem thường nhà họ Khổng phải kiêng dè. Dù là ai, chỉ cần trở thành kẻ thù của nhà họ Khổng thì cuối cùng đều chỉ có một kết quả, chính là cái chết. Ồ, con kiến, Tử Cống vừa mới nói dứt lời, một giọng nói ngập tràn bá khí lập tức truyền tới. Lúc bản soái còn sống sao chưa từng nghe nói tới có tiên sư Khổng thánh quái quỷ gì đó. Tới khi Đại Hán lập quốc, danh tiếng của Khổng Khưu ông ta cũng rất xấu nhỉ. Nhìn khắp cả Tiên Tần chiến quốc, có ai không biết Khổng Khưu bán nước cầu vinh, bôn 3.000 dặm chỉ vì muốn có được một chức vụ quen. E rằng ông đã hiểu sai về hai chữ tiên hiền rồi, hoặc là bản thân mấy người cũng chỉ như loài chuột cống. Thần hồn của Hạng Vũ xuất hiện giữa hư không, trong mắt lóe lên sát khí ngút trời. Tử Cống cũng bị Hạng Vũ nói cho không có lời nào để đáp trả. Chương 4828 quả thực, chỉ cần là người của thời kỳ Tiên Tần, có ai không biết Khổng Khưu chính là một tên bán nước cầu vinh. Nếu như không phải sau này môn sinh đệ tử của ông ta nắm giữ quyền tiếng nói, sửa đổi sử sách, e rằng danh tiếng của ông ta sẽ còn thối hơn cả Tần Cối. Ai lại phong ông ta làm đại thánh tiên sư gì cơ chứ? Sao nào, không còn lời gì nữa rồi à? Tại sao trước thời Tống, mấy người vẫn luôn không dám phong Khổng Khưu làm thánh hiền? Mấy người ức hiếp những kẻ đời sau này mà lại không biết tới nội tình của chính mình sao? Hạng Vũ không chút khách khí vạch trần nội tình của nhà họ Khổng, trên mặt của mấy người Tử Cống cũng trở nên nóng bừng. Dẫu sao những người có mặt ngày hôm nay không chỉ là mấy tiểu bối như Tần Lương Ngọc mà còn có mấy người hắc bá, bọn họ đều là nhân vật của thời kỳ Tiên Tần, hiểu rõ về lịch sử của nhà họ Khổng như trong lòng bàn tay. Dù mấy người Tử Cống muốn phản bác lời của Hạng Vũ thì căn bản cũng không tìm ra được bất cứ lời nào. Hạng Vũ, ông vẫn còn cho rằng mình là bá vương Tây Sở ư? Hiện giờ ông chẳng qua chỉ là một thần hồn mà thôi, việc gì phải gây khó dễ cho chúng tôi cơ chứ? Tử Dư tiến lên trước một bước, lạnh lùng nói. Thực ra dù chân tướng sự thật có ra sao thì Khổng thị hiện tại cũng là tiên hiền mà cả thiên hạ công nhận rồi, Tử Cống lại lên tiếng nói. Hừ, thật đúng là nực cười. Hạng Vũ hừ một tiếng, nói, người dân Tiên Tần, có ai không biết mấy người chỉ là đám mặt hạng không đáng để mắt tới. Những nhân vật lớn thực sự đã đi tới chiến trường vùng ngoài vũ trụ cả rồi. Cũng chỉ có đám chuột cống như mấy người mới ẩn trốn ở vùng ngoài lãnh thổ, ức hiếp tiểu bối. Những lời này của Hạng Vũ chẳng khác gì đã gỡ bỏ đi tấm màn che cuối cùng của mấy người Tử Cống. Không sai, bọn họ không tới chiến trường vùng ngoài vũ trụ chính là bởi vì thực lực của họ quá yếu, sợ sẽ chết ở vùng ngoài vũ trụ. Đồng thời, những nhân vật cùng thời kỳ với bọn họ đều đã tới vùng ngoài vũ trụ, chỉ có bọn họ ở lại vùng ngoài lãnh thổ. Như vậy không phải có thể hô mưa gọi gió hay sao? Và lại, ở trước mặt mấy người Bạch Khởi, Mông Điềm, bọn họ thậm chí còn chẳng có tư cách để đứng nói chuyện. Đặc biệt là ở trước mặt Bạch Khởi, mấy người Tử Cống đều phải khom lưng uốn gối, rõ ràng giống như một con chó giữ nhà chứ đừng nói là có thể vênh váo tự đắc giống như ngày hôm nay. Ông dám ăn nói hỗn xược, mấy người Tử Cống tức tới độ mặt mày xanh mét cả ra. Ha ha, hôm nay hắc bá cũng có mặt. Tôi phải hỏi ông Tử Cống, năm đó gót giày của Bạch Khởi có vị ngọt hay mặn? Ông Tử Dư, nước tiểu của tướng quân Mông Điểm năm đó chua hay là đắng? Ông Tử Hằng, quỳ trước mặt tướng quân Vương Bí xin ông ta thu phục có kết quả không? Chương 4829 cả đám người luồn cúi nhục nhã, hôm nay còn dám lớn giọng trước mặt bản soái. Thánh hiền, mấy người cũng xưng ư. Những lời này của Hạng Vũ khiến cho mấy người Tử Cống gần như tức tới độ đầu óc choáng váng. Bởi vì Hạng Vũ còn thêm cả giọng thật vào trong giọng nói, không chỉ có tất cả người ở vùng ngoài lãnh thổ đều nghe thấy rất rõ, ngay cả bên phía thế tục cũng nghe thấy những lời này. Ông muốn chết hả? Trong mắt Tử Hằng lóe lên tia sáng sắc lạnh, ông ta lao về phía Hạng Vũ chỉ trong nháy mắt. Hạng Vũ chế nhạo, thân mặc áo giáp, tay cầm cây giáo bá vương, vô cùng khí thế. Một luồng khí tức vương giả tỏa ra khắp nơi. Lúc này, Hạng Vũ biết rất rõ trận chiến hôm nay sẽ là trận chiến cuối cùng trong đời mình. Dù sao bây giờ ông ta cũng chỉ là một tàn niệm, sinh khí sắp cạn kiệt rồi. Cho dù trận này thắng hay thua thì ông ta cũng sẽ vĩnh viễn biến mất khỏi trời đất này. Như người ta đã nói, người sống rồi cũng đến lúc phải chết. Nhưng cho dù phải chết, ông ta cũng phải bảo vệ giới thế tục, bảo vệ Hoa Quốc. Để rửa sạch tội lỗi của ông ta trong quá khứ. Vì vậy, vào giờ phút này,
ông ta không để ý nhiều đến chuyện sống chết nữa. Cho dù bản soái chỉ còn một mảnh linh hồn thì cũng là con dân Hoa Quốc. Bá vương Tây Sở từng thống trị thiên hạ, dù chỉ còn một tàn niệm, vạn quân địch cũng không ngăn nổi tôi. Vừa dứt lời, giáo bá vương như một con rồng bạc phóng ra. Trời đất rung chuyển trước luồng khí tức mạnh mẽ này. Trong phút chốc, sông núi rung chuyển, mặt đất lắc lư, ngay cả mặt trời và mặt trăng cũng mất đi ánh sáng. Hạng Vũ lúc này như sống lại, kiêu hãnh đứng trên hư không, mắt hổ, râu rồng, dáng vẻ uy nghiêm, như thể đã trở lại thời oanh liệt ấy. Cùng lúc đó, Tiêu Chính Văn ở âm phủ cũng đang chiến đấu kịch liệt với Dương Giác Thoái. Bùm bùm bùm, trong không trung, vô số sóng khí cuộn trào, núi sông lập tức vỡ tan. Ngay cả Hiên Viên Ngự trốn ở xa cũng cảm thấy da đầu tê dại. Ông ta đã từng thấy sức chiến đấu của Tiêu Chính Văn, nhưng không ngờ Tiêu Chính Văn lại có thể đối đầu trực diện với Dương Giác Thoái. Cậu tạo nghiệp nặng nề, nên xuống 18 tầng địa ngục mới phải. Trong mắt Dương Giác Thoái bừng bừng lửa hận. Tạo nghiệp ư, e rằng không đến lượt ông nói về sai lầm của tôi. Nói xong, Tiêu Chính Văn phất tay, một luồng ánh kiếm kèm theo khí tức đáng sợ đồng thời phóng về phía Dương Giác Thoái. Kiếm Tần Vương. Chương 4830 Dương Giác Thoái không ngờ trong tay Tiêu Chính Văn vẫn còn một con át chủ bài như vậy. Ông ta còn chưa kịp né tránh thì đã bị nhát kiếm của Tiêu Chính Văn chém thành đôi. Xác của Dương Giác Thoái từ trên trời rơi xuống, toàn bộ âm phủ đều chấn động. Lúc này, còn ai dám cản đường Tiêu Chính Văn? Tiêu Chính Văn không quan tâm quá nhiều đến đám người âm phủ, anh cầm kiếm Tần Vương, đánh vào thành Uông Tử. Cả đoạn đường, hầu như các thế lực âm phủ đều chủ động nhường đường cho Tiêu Chính Văn. Trên bầu trời đế khư, Hạng Vũ cũng đang trong trận chiến. Lúc này, tầng mây cuồn cuộn, bao băng như mưa. Trận đại chiến giữa Hạng Vũ và Tử Cống thậm chí còn chấn động của vùng ngoài vũ trụ. Trong tinh hà lộng lẫy, Hạng Vũ uy phong lẫm liệt, như bá vương giá lâm, tựa như phủ chúa lại tới, mấy người đối diện tuy rằng trước khi chết cũng chỉ có thể chui xuống dưới chân hắn, còn không đủ tư cách liếm đế giày, nhưng tại giờ phút này, rốt cuộc hắn chỉ còn sót lại một tia linh hồn. Dưới sự hợp lực của ba người, Hạng Vũ cũng chỉ có thể cầm hòa. Nhưng hai vị kiếm thánh phía sau ba người họ cũng nóng lòng muốn thử. Hạng Vũ đâm cây giáo ra, trên bầu trời lập tức xuất hiện một lỗ đen lớn. Rầm, một góc bầu trời sụp đổ, trên bầu trời đông vực xuất hiện một khối hư vô hỗn độn. Không hổ danh là bá vương Tây Sở, chẳng trách trước đây ngay cả Lưu Bang cũng từng nói nếu Hạng Vũ không tự sát thì trên đời này không ai thu phục được ông ta. Những người xuất thân từ thời đại đó đều thở dài. Mặc dù Hạng Vũ lúc này không thể so sánh với năm xưa được nữa, nhưng một đòn của ông ta vẫn vô cùng đáng sợ. Trận đại chiến như thế này mới thật sự là hủy diệt trời đất, phá tan hư không. Hừ, ông chỉ là một tàn hồn, để xem ông cầm cự được bao lâu. Tử Cống nghiến răng nói rồi tung đòn. Trên không trung, một cuộn sách che cổ mở ra, tia sáng chói lọi ép lui tàn hồn còn sót lại của Hạng Vũ. Dù là âm phủ hay vùng ngoài lãnh thổ, khí tức thánh linh, khí tức của rồng, khí vận đế vương đều là khắc tinh của tàn hồn. Chính vì vậy, Hạng Vũ mới không hề sợ hãi. Đúng lúc này, ông lão bên cạnh kiếm thánh vung tay chém xuống. Nhưng bóng kiếm đó không phóng về phía Hạng Vũ, mà lao đến Tần Lương Ngọc phía sau. Tiểu nhân bị ổi, Hạng Vũ chế nhạo, ông ta biết rõ ý đồ của đối phương. Đó là nếu Hạng Vũ muốn bảo vệ Điện Thần Long thì chắc chắn sẽ tiếp nhát kiếm này. Chương 4831 nhưng Hạng Vũ thu giáo lại, đánh bay bóng kiếm kia. Rắc, bóng kiếm đó khiến một góc trời tan nát. Nhìn thấy cảnh tượng này, thế lực các bên dù ở cảnh giới nào đều cảm thấy sợ hãi. Trận chiến này thật đáng sợ. Nếu đánh tiếp thì e rằng bầu trời ở vùng ngoài lãnh thổ sẽ sụp đổ mất. Sức chiến của bọn họ đã vượt xa phạm vi con người có thể tiếp nhận, thậm chí còn trở nên giống như một vị thần. Nếu Hạng Vũ không ra tay ngăn chặn nhát kiếm vừa rồi thì e rằng cả đế khư đã biến thành hư không. Với một đòn đáng sợ như vậy, ngay cả kiếm thánh đang lạnh lùng quan sát từ bên ngoài, cũng phải lần lượt rút lui, Tử Cống cũng ra tay tiếp chiêu. Ba cuộn sách che cổ mở ra cùng lúc. Vô số hào quang mênh mông, giống như thác nước trên bầu trời. Đổ về phía đỉnh đầu Hạng Vũ. Giờ phút này, gần như toàn bộ đông vực đều tràn ngập khí tức thánh linh.
Những cuộn tre cổ này được truyền từ thời hoàng đế, được huyền nữ và hoàng đế phù hộ, cho nên khí tức thánh linh mới tồn tại vạn năm không tiêu tan. Mà khí tức thánh linh này cũng là khắc tinh của Hạng Vũ. Hạng Vũ, hôm nay sẽ là ngày giỗ của ông. Cả ba người đồng thanh nói, nhìn Hạng Vũ với vẻ phẫn uất và bất bình. Tia sáng bạc chiếu xuống giữa trời đất, một luồng khí tức thánh linh phóng lên. Dường như tất cả mọi người đều quay về thời kỳ huy hoàng nhất của Hoàng đế Hiên Viên. Vô số tia sáng tỏa ra khiến người Đông Vực vô cùng kinh hãi. Thậm chí nhiều người còn lập tức chắp tay quỳ lạy tử cống. Đó là cảm giác khuất phục khi nhìn thấy thánh nhân, ngay cả người của Điện Thần Long cũng cảm thấy rối bời bởi ánh sáng chói lóa này. Vô số người Đông Vực quỳ xuống bái lạy khiến luồng ánh sáng thánh khiết kia như nhận được sức mạnh, càng thêm chói lóa. So với những người khác, Hạng Vũ cảm thấy sức ép mạnh hơn rất nhiều. Trên lưng ông ta như đang cõng cả ngọn núi, hô hấp cũng trở nên nặng nề. Khí tức thánh linh này là kẻ thù truyền kiếp của Hạng Vũ. Ông nên ngoan ngoãn nghe lời đi. Đối mặt với khí tức thánh linh, một tàn hồn như ông không thể chống đỡ nổi đâu. Tử cống phất tay, một tia sáng thánh khiết nữa lại chiếu lên người Hạng Vũ. Một giây sau, bá vương Tây Sở mạnh mẽ như Hạng Vũ cũng khẽ run rẩy, quỳ một chân xuống đất. Ông ta chỉ là một tàn hồn, có thể chống đỡ khí tức thánh linh mạnh mẽ này đến bây giờ đã là tốt lắm rồi. Nhưng ông ta không thể ngã xuống, chỉ cần ông ta ngã xuống thì cả Điện Thần Long sẽ bị hủy diệt. Phụt, dưới sức ép nặng nề, Hạng Vũ cuối cùng cũng phun ra một ngụm máu. Hừ, thế nào, bá vương Tây Sở cũng chỉ có vậy thôi. Tử cống cười nhạo Hạng Vũ, trên mặt lộ ra vẻ tự mãn. Chương 4832 ngay khi Hạng Vũ chặn được thế tấn công của đám người tử cống, đám người kiếm thánh cũng nhân cơ hội này lao đến đế khư. Ngay cả kiếm thị bên cạnh ông ta, cũng chính là ông lão tóc bạc đánh đến chỗ mấy người Tần Lương Ngọc bằng đòn tấn công điên cuồng nghiền ép mọi thứ. Tần Lương Ngọc và mấy người viên thiên cảnh cũng lần lượt ra tay nghênh chiến. Mặc dù mọi người đều đánh hết sức nhưng dù sao cách biệt thực lực giữa hai bên quá lớn, mấy người Tần Lương Ngọc cũng chỉ có thể vừa đánh vừa lùi, dựa vào đại trận phòng vệ của đế khư để ngăn cản đòn tấn công. Dù là thế nhưng lúc kiếm thánh đánh một nhát kiếm vô song đến, Tần Lương Ngọc và Từ Huy Tổ cũng đều bị thương. Phụt, Tần Lương Ngọc nôn ra máu, Từ Huy Tổ cũng bị kiếm khí đánh văng ra xa, nhưng cũng may được trận pháp bảo vệ giải trừ hơn một nửa sức mạnh mới bảo vệ được mạng sống. Nếu không nhờ Tiêu Chính Văn bày bố trận pháp phòng vệ với tám vương đỉnh xung quanh đế khư thì chỉ riêng đòn tấn công này chỉ cũng đã có thể giết hết mấy người Tần Lương Ngọc rồi. Ở một bên khác, Hạng Vũ cũng bị thương nặng, thậm chí đã xuất hiện trạng thái mơ hồ trong thời gian ngắn. Dù sao bây giờ ông ta cũng chỉ là một ý niệm còn sót lại mà thôi, có thể chống đỡ được đến mức này dưới sự bao vây tấn công của đám người tử cống đã là kỳ tích rồi. Mặc dù một đòn tấn công chưa thể giết được Tần Lương Ngọc nhưng thế tấn công của kiếm thánh và kiếm thị ngày càng mạnh, mỗi một kiếm đều có vài người bị thương nặng. Mặc dù gần trong gang tấc, lòng Hạng Vũ cũng nóng như lửa đốt nhưng thuật phân thân không thể cứu vấn được. Thế tấn công của đám người tử cống ngày càng mạnh, cuối cùng Hạng Vũ vẫn không kiên trì nổi nữa, ngồi bệt xuống đất trong lúc ý thức mơ hồ, trước mắt ông ta xuất hiện cảnh tượng từng khiến lòng ông ta quặn thắt. Một người đàn ông cao lớn lảo đảo đi về quân doanh, khi ông ta về đến Lưu Thống Soái, một người phụ nữ tuyệt thế đã ngã trong vũng máu, người phụ nữ tài hoa đó chính là Ngu Cơ. Cảm ơn Thượng Đế đã cho hai ta gặp nhau, nhưng, nói đến đây, ánh mắt Hạng Vũ bỗng lóe lên tia quyết tuyệt. Cùng lúc đó bầu trời bỗng xuất hiện một khe hở, Tiêu Chính Văn bước ra đi thẳng đến trên bầu trời đế khư. Chỉ một lần bốn mắt nhìn nhau, Tiêu Chính Văn đã nhìn ra được suy nghĩ muốn chết cuối cùng của Hạng Vũ. Nhưng lúc này Hạng Vũ đã suy yếu vô cùng. Sinh khí của ông ta đã không còn lại bao nhiêu, dù một giây sau sẽ tan biến theo trời đất, nhưng cái danh bá vương không thể nào vũ nhục. Chương 4833 Tiêu Chính Văn cũng là quân nhân. Lúc này càng có thể cảm nhận được ý chí chiến đấu trong lòng Hạng Vũ. Ông ta không chỉ đang bảo vệ tôn nghiêm của Tây Sở Bá Vương, mà còn đang bảo vệ tôn nghiêm của tất cả quân nhân, bảo vệ chính nghĩa trong thế giới này. Tiêu Chính Văn không nhiều lời, giơ tay lên, hai hình thái cực âm dương xuất hiện dưới chân Tiêu Chính Văn. Nhưng lần này không phải là hút hết sinh khí vào người Tiêu Chính Văn mà là rút hơn nửa sinh khí ra khỏi người Tiêu Chính Văn rồi chuyển sang cho Hạng Vũ.
Hạng Vũ đã thần trí không rõ đang nhanh chóng hồi phục với tốc độ cực kỳ nhanh. Không ổn, mau ngăn cậu ta lại, Tử Dư nhìn thấy cảnh tượng này, lập tức hốt hoảng nói. Nếu để Hạng Vũ hồi phục sinh khí thì không phải là chuyện đùa. Dù sao đó cũng là Tây Sở Bá Vương, hôm nay để giết được Hạng Vũ mà Thiên Đạo Minh Ước đã tổn thất hết mấy ngàn đại tài. Có thể nói ngoài Bạch Khởi và Mông Điềm, Hạng Vũ gần như là bất khả chiến bại. Được Tử Dư nhi ác, Tử Hãng và Tử Cống cũng lập tức nhận ra sự nghiêm trọng của vấn đề. Lại vung thẻ che thời xưa ra, nhưng lần này họ lại khai triển mặt sau chứ không phải mặt trước. Chỉ thấy sấm sét đùng đùng, vô số thần lôi ngưng tụ lại một chỗ rồi đánh đến chỗ Hạng Vũ, nhìn thế tấn công dường như muốn tiêu diệt ông ta hoàn toàn bãng một đòn tấn công này, nhưng khí tức của Hạng Vũ cũng tăng lên, thoáng chốc ngay cả mây trên trời cũng phải tan ra, mặt trời, mặt trăng, sao trời cũng dần mất đi ánh sáng. Lúc này Hạng Vũ như được hồi sinh lần nữa, nhưng cùng lúc đó ông ta cũng đang thiêu đốt thần hồn còn sót lại của mình. Thấy thế, đám người Tử Cống đều lộ ra vẻ kinh hoàng. Giết, một tiếng hét tức giận vang lên, Hạng Vũ tiến ra một bước, cây giáo bá vương lóe lên ánh sáng đáng sợ, xem thường mấy ngàn thần lôi đó, càng vượt xa sự bao vây tấn công của đám người Tử Cống. Giáo được phung ra, một giáo đâm trúng vào người Tử Cống. Phụt, lực quán tính cực lớn khiến nửa người trên của Tử Cống bị đánh cho nát tan. Sức mạnh cực lớn khiến Tử Dư bên cạnh ông ta chấn động đến mức bị thương nặng, văng ra xa. Hachiki Orochi cũng bị ảnh hưởng văng ra xa. Lúc này Hạng Vũ như một con mãnh hổ được ra khỏi lồng, tạo ra thế tấn công nghiền ép đánh đến chỗ đám người Tử Cống. Tử Hằng bên cạnh cũng bị khí thế quanh người Hạng Vũ làm cho bị thương. Đây cũng chỉ là Tây Sở Bá Vương mới khôi phục đến khoảng một nửa của trước kia. Chỉ một khí thế bảo vệ đã có thể làm Tử Hằng người có thực lực mạnh nhất trong ba người bị thương. Chương 4834 thấy Hạng Vũ siết chặt cây giáo bá vương trong tay chạy thẳng đến chỗ mình, Tử Hằng mặt không còn chút máu xoay người bỏ chạy về phía tây bắc. Cùng lúc đó trời đất bỗng xuất hiện luồng sáng cực kỳ chói mắt. Thần quang hoa lệ thoáng chốc đã hòa làm một thể với trời đất. Bóng người cao lớn đó cũng dần biến mất theo ánh sáng hoa lệ đó. Thoáng chốc bóng người từng tung hoành khắp nơi, bất khả chiến bại đã biến mất, ánh sáng hoa lệ đó cũng mờ nhạt dần. Chỉ có cây giáo bá vương cô đơn rơi vào trong tay Tiêu Chính Văn. Thế gian không còn Tây Sở Bá Vương nữa rồi. Mọi người trong đế khư đều không kìm được nước mắt, ngay cả kiếm thánh và kiếm thị cũng ngơ ngác đứng đó. Tử Dư và Tử Cống không kịp nghĩ gì nhiều đã xoay người bỏ chạy. Hai người họ không tốt hơn Tử Hằng là mấy. Nửa người của Tử Cống đã bị đánh cho tan nát, không thể hồi phục trong thời gian ngắn. Còn Tử Dư cũng bị thương nặng, ở lại đây cũng chẳng khác gì tự tìm chết. Chỉ có kiếm thánh và kiếm thị tiếp tục tấn công đế khư sau khi sửng sốt trong giây lát. Dù Tiêu Chính Văn đã về thì có làm sao, cho dù là ai cũng không thể ngăn được họ muốn diệt điện thần long tận gốc. Thấy Hạng Vũ đã tiêu tán, lòng Tiêu Chính Văn cũng không khỏi xót xa. Hạng Vương trước kia không tiếc thân mình bảo vệ thế tục, có thể nói ông ta cống hiến hết mình vì thế tục giống Thủy Hoàng, nữ đế. Lúc này ánh mắt Tiêu Chính Văn hiện lên sát khí đằng đằng, anh đã cực kỳ tức giận rồi. Còn kiếm thánh biết rõ chỉ cần không có thần hồn của Hạng Vũ bảo vệ, Điện Thần Long và cả Tiêu Chính Văn cũng không phải là đối thủ của ông ta. Hơn nữa trước khi đi, ông ta đã nhận được tin tức từ âm phủ, Tiêu Chính Văn thất bại ở âm phủ, bị thương nặng bỏ chạy về thế tục. Một tên hậu bối không thắng được Tả Phượng Kiều như cậu ta thì sao có thể là đối thủ của kiếm thánh ông ta. Thế nên cho dù là bản thân kiếm thánh hay những người đứng ngoài nhìn, hôm nay Tiêu Chính Văn chắc chắn sẽ chết, Điện Thần Long nhất định sẽ bị tiêu diệt. Thậm chí ngay cả Ngụy Vinh Kỳ và Long Cổ cũng liên tục lắc đầu thở dài. Nếu nói Hạng Vũ không chỉ là thần hồn còn sót lại, có lẽ có thể khiến Điện Thần Long vượt qua tai họa này, cũng có thể làm cho thế tục thoát khỏi cảnh sinh linh điêu tàn. Tiếc là, Long Cổ là người cùng thời kỳ với Hạng Vũ, dĩ nhiên ông ta biết rõ chỉ cần có Hạng Vũ ở đây, có 10 kiếm thánh cũng không phải là đối thủ của ông ta, nhưng Hạng Vũ đã tiêu biến mất rồi. Chương 4835 chỉ dựa vào một mình Tiêu Chính Văn sao có thể thay đổi tình thế được. Mặc dù Điện Thần Long sẽ thua nhưng thủ đoạn của Vạn Kiếm Cốc cũng đê tiện quá, trước đây tôi chỉ nghĩ người nhà họ Khổng hèn hạ thôi, bây giờ mới thấy Vạn Kiếm Cốc cũng rất tàn độc.
Ngụy Vinh Kỳ sầm mặt chế giễu. Vạn kiếm cốc, thật ra đằng sau chuyện này chắc chắn là do Điền Kỵ thao túng, không có sự cho phép của Điền Kỵ, kiếm thánh sẽ không ra tay với Điện Thần Long, Long Cổ chắc nịch nói. Thật ra, đây chẳng qua là cá lớn nuốt cá bé mà thôi, nếu không phải Điện Thần Long có thực lực yếu nhất trong các thế lực thì Điền Kỵ cũng sẽ không ra tay với họ. Ngụy Vinh Kỳ nhướng mày, lạnh nhạt nói. Long Cổ khẽ lắc đầu nói, đây chỉ là một trong số đó. Trước đây Tiêu Chính Văn đã đắc tội lớn với nhà họ Khổng, mà Điền Kỵ cũng là người nhà họ Khổng. Cả Điền Tề đều coi Nho Gia như quốc giáo, vì vậy đắc tội với nhà họ Khổng, đồng nghĩa với việc đắc tội với nhà họ Điền và nước Tề, đây chính là nguyên nhân dẫn đến việc bại trận của họ hôm nay. Vì vậy, từ trước đến nay, Tiêu Chính Văn quá cứng rắn, chỉ cần cậu ta mềm yếu một chút thì sẽ không có ngày hôm nay. Nghe vậy, Ngụy Vinh Kỵ cười nhạo. Sở dĩ nhà họ Ngụy đứng ngoài quan sát là do không biết sau lưng Tiêu Chính Văn còn có con át chủ bài nào hay không, một mặt khác, hắn không quen với cách hành sự của nhà họ Khổng và nhà họ Điền. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã bước lên, giao thủ với kiếm thị. Mặc dù ông ta chỉ là tùy tùng của kiếm thánh, nhưng thực lực thâm sâu khó lường, đã có sức mạnh Ngụy Tiên. Ngụy Tiên đều là cao thủ thiên cảnh cấp 4 trở lên, mà Tiêu Chính Văn mới chỉ đạt cảnh giới thiên cảnh cấp 1. Theo hắn thấy, việc giết Tiêu Chính Văn vô cùng dễ dàng. Vì vậy, không cần để tâm nhiều đến Tiêu Chính Văn. Thấy Tiêu Chính Văn cầm giáo bá vương, lao về phía mình, kiếm thị cười khinh, tùy ý chém giết. Ngụy Tiên ra tay đương nhiên hơn hẳn các cao thủ thiên cảnh bình thường khác, chỉ một bóng kiếm đã dung hợp cả trời đất, như thể cả trời đất cùng chém Tiêu Chính Văn. Nói chung, nhát kiếm này của ông ta quá đủ để giết một cao thủ thiên cảnh cấp 1 bình thường. Nhưng ông ta đâu biết Tiêu Chính Văn không chỉ là thiên cảnh cấp 1, mà còn có thể tự tay giết chết mấy vị Ngụy Tiên. Hiển nhiên, phía âm phủ không hề báo tình hình thực tế cho vùng ngoài lãnh thổ, rõ ràng là đang hãm hại Vạn Kiếm Cốc. Bởi vậy, vừa giao chiến, kiếm thị đã chịu tổn thất lớn, nhát kiếm của hắn chẳng những không chém Tiêu Chính Văn thành hai mảnh như trong tưởng tượng mà ngay cả một góc áo của Tiêu Chính Văn cũng không đụng vào nổi. Thấy vậy, kiếm thị nhíu mày. Trong lòng thầm kinh ngạc. Thực ra, nếu nói một cách nghiêm túc, thực lực của ông ta chỉ trên Tả Phượng Kiều, thậm chí còn không bằng Sở Giang Vương. Ngoại trừ việc lớn tuổi hơn thì ông ta chẳng có ưu thế đáng nói cả. Chương 4836 ngay cả Tả Phượng Kiều cũng không chịu nổi một chiêu trước Tiêu Chính Văn, thì ông ta cũng chả khá hơn là bao. Tiêu Chính Văn phóng giáo tới, ánh sáng bạc lập tức chiếu sáng cả bầu trời. Toàn bộ bầu trời đế khư bao phủ bằng một tầng ánh sáng bạc. Khí tức mạnh mẽ tạo ra một trận sóng gió lớn trong hư không. Một luồng gió thổi mạnh phá hủy hết mọi thứ, dù chỉ là một tia khí tức, nhưng cũng có thể san bằng một ngọn núi. Trong phút chốc, những cao thủ tới xem trận chiến đã biến thành xương máu bay khắp nơi. Nhìn có vẻ như Tiêu Chính Văn chỉ tùy ý tung đòn, nhưng thực tế không phải vậy. Lúc này, Tiêu Chính Văn đã không còn nương tay nữa, làm sao có thể thương xót những tên ác ma muốn giết Điện Thần Long. Trong nháy mắt, thanh giáo dài đã chém đứt một cánh tay của kiếm thị. Cơn đau ập đến, một giây sau, kiếm thị chỉ cảm thấy tay áo lành lạnh, toàn bộ cánh tay của ông ta đã biến thành xương máu. Lúc này, kiếm thị ngẩn người tại chỗ. Chỉ là một đòn của tên nhãi thiên cảnh cấp 1, sao có thể khiến đánh ông ta trọng thương. Nhưng ông ta còn chưa kịp nghĩ kỹ. Một con rồng bạc đã lao đến. Trên thân rồng khổng lồ hiện rõ từng mảnh vảy, cặp mắt rồng càng khiến người ta sợ hãi. Kiếm thị không kịp nghĩ nhiều, vội vàng dùng thanh kiếm dài trong tay bảo vệ cơ thể. Nhưng vô số tia sáng bạc bao quanh ông ta, chỉ một đòn tấn công đã khiến thanh kiếm trong tay ông ta vỡ vụn. Bản thân ông ta cũng bị con rồng khổng lồ đánh bay. Lúc này tất cả mọi người bên dưới và đám người đang quan sát ở vùng ngoài lãnh thổ đều có thể nhìn thấy rõ ràng. Đặc biệt là Ngụy Vinh Kỳ và Long Cổ luôn theo dõi tình hình trận chiến. Thấy cảnh này, Long Cổ hít một hơi thật sâu. Tiêu Chính Văn, Điền Kỳ, đôi mắt Long Cổ sâu thẳm, nhưng trong lòng lại dậy sóng. Tin tức Tiêu Chính Văn bị đánh trọng thương ở âm phủ rồi trốn về giới thế tục là do phía âm phủ truyền tới cho Điền Kỳ. Vì vậy, Điền Kỵ mới ra lệnh cho Vạn Kiếm Cốc ra tay. Với địa vị của Điền Kỵ, sao có thể tung ra tin tức giả được? Cho nên Vạn Kiếm Cốc mới không tiếc công sức đánh vào đế khư.
Chương 4837 nhưng một đòn lúc nãy của Tiêu Chính Văn đã đánh bay kiếm thị, thậm chí còn bị thương nặng, điều này chứng tỏ tin tức mà Điền Kỵ có được là sai sự thật. Âm phủ đã bán đứng Điền Kỵ, lên, ngay sau đó một tiếng rồng gầm kinh thiên động địa vang lên, một con rồng bạc bay thẳng lên trời, thân rồng khổng lồ xà xuống, lao thẳng vào kiếm thị. A, à, không, rầm, kiếm thị còn chưa kịp hét lên, đã lập tức biến thành cho bụi. Cái chết của Hạng Vũ đã khiến cơn phẫn nộ của Tiêu Chính Văn lên đến cực điểm, cho nên mỗi lần ra tay đều là đòn chí mạng. Cái chết của kiếm thị cũng gióng lên một hồi chuông cảnh tỉnh cho kiếm thánh. Mặc dù ông ta cũng đã ý thức được mình trúng kế, nhưng tất cả đã quá muộn. Kiếm thị, kiếm thánh kinh ngạc, quay đầu cầm kiếm lao về phía Tiêu Chính Văn. Mặc dù ông ta và kiếm thị chỉ có quan hệ chủ tớ, nhưng hàng vạn năm qua, kiếm thị luôn ở bên ông ta, nên đã trở nên vô cùng thân thiết. Sự tức giận đã khiến kiếm thánh mất đi lý trí, lúc lao đến giết Tiêu Chính Văn, kiếm thánh đã hét lớn, Điền Kỵ khốn kiếp. Nếu lúc này kiếm thánh vẫn chưa tỉnh ngộ thì hàng vạn năm qua đúng là sống vô ích. Mặc dù biết trận chiến này có thể sẽ thua, nhưng ông ta đã không còn đường lui nữa. Cho dù ông ta không chủ động tấn công thì Tiêu Chính Văn sẽ để ông ta thoát sao? Không đời nào, kiếm thánh chém một kiếm, sông núi liền rung chuyển, cả bầu trời bị khoét một lỗ lớn. Hơn nữa, ánh kiếm chói mắt khiến người ta không dám nhìn thẳng, chỉ riêng uy lực này cũng đã khiến đám người đứng từ xa quan sát đều phải hít sâu một hơi. Những tia sáng chiếu xuống, toàn bộ đế khư đều sáng bừng lên. Tiêu Chính Văn chỉ khẽ ngẩng đầu, nhìn nhát kiếm chém trời. Diễu cợt rồi phất tay, một hình thái cực âm dương bay ra khỏi tay áo, giữa hai luồng sinh tử chuyển động nắm giữ trời đất. Tiêu Chính Văn, cậu thật sự cho rằng thái cực âm dương này có thể đỡ được đòn của tôi sao? Chết đi, kiếm thánh chế nhạo, thanh kiếm trong tay ông ta đột nhiên như có linh tính. Hả, Tiêu Chính Văn nhíu mày, đây chắc không phải thuật pháp kế thừa ở địa cầu, mà giống thuật pháp ở vùng ngoài vũ trụ hơn. Ông cấu kết với vùng ngoài vũ trụ. Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Chương 4838 hừ, cậu cũng nhanh nhạy đấy. Tôi còn tưởng ngoài Điền Kỵ ra, không ai nhìn ra được lai lịch của thuật pháp này, không ngờ một tên nhãi như cậu cũng biết. Kiếm thánh đắc ý bước lên, uy lực đáng sợ lại tăng lên vài phần. Ngay cả Tiêu Chính Văn cũng phải kêu lên một tiếng. Nếu cậu đã biết thuật pháp này đến từ vùng ngoài vũ trụ thì chắc cũng nên hiểu mọi sự phản kháng của cậu đều vô ích. Kiếm thánh nói xong liền vung kiếm, hướng vào đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Khoảnh khắc này, cả đông vực đều đang rung lên, đất trời một phương dường như đều sẽ sụp đổ chỉ trong nháy mắt. Trong phút chốc, trên bầu trời sấm sét chằng chịt, dưới mặt đất khe rãnh kín mít. Giống như cả thế giới sắp đổ sụp hoàn toàn ngay giây tiếp theo, điều này khiến cho tất cả mọi người ở đông vực đều kinh hãi khiếp sợ. Mãi tới khoảnh khắc này, mọi người ở đông vực mới hiểu ra chiêu thức sau cùng thật sự của kiếm thánh đến từ thuật pháp của vùng ngoài vũ trụ. Vậy nên mỗi lần kiếm thánh đều có thể giết cùng bậc, thậm chí là chém giết ngược dòng, tất cả đều dựa vào con át chủ bài này, khiến cho đối phương trở tay không kịp. Mà bên trong Thiên Sơn Thư Lục của Tiêu Chính Văn cũng từng có ghi chép về một số thuật pháp của vùng ngoài vũ trụ, chỉ là không được chi tiết như những thuật pháp của địa cầu. Thuật pháp kiếm thánh sử dụng đã biến mất mấy nghìn năm ở vùng ngoài vũ trụ, từ đó có thể thấy không phải là thế lực ở vùng ngoài vũ trụ này hoàn toàn tiêu vong mà là họ đã chuyển tới địa cầu. Hơn nữa, thời gian mấy nghìn năm đủ để khiến cho bọn họ xây dựng một thế lực lớn ở trên trái đất, hoặc chính xác hơn là ở vùng ngoài lãnh thổ. Tiêu Chính Văn âm thầm cảm nhận được thế lực có tên gọi là Vạn Kiếm Cốc có lẽ cũng là một trong số những thế lực nhỏ mà bọn họ xây dựng nên. Dẫu sao trong ghi chép của Thiên Sơn Thư Lục, thế lực một phương đó cũng từng là một trong số những thế lực lớn ở vùng ngoài vũ trụ, chỉ là đột nhiên mai danh ẩn tích ở vùng ngoài vũ trụ mà thôi. Thế lực đó chính là một trong số 10 thế lực mạnh nhất ở vùng ngoài vũ trụ Vạn Kiếm Tông. Rõ ràng cái tên Vạn Kiếm Cốc này cũng bắt nguồn từ tông môn thực lực trước kia. Nếu không thì sao có thể nhận được kế thừa của Vạn Kiếm Tông cơ chứ? Chỉ có điều kiếm thánh rõ ràng không có được chân truyền. Chẳng qua mới chỉ ở cấp nhập môn của thuật pháp đó mà thôi. Đối với Tiêu Chính Văn, mặc dù anh chưa từng học về thuật pháp này, thế nhưng về phương diện lĩnh hội đạo cảnh thì còn cao hơn kiếm thánh rất nhiều. Vậy nên thuật pháp cấp nhập môn này căn bản chẳng đáng nhắc tới ở trong mắt Tiêu Chính Văn. Một cặp thái cực âm dương xuất hiện dưới chân Tiêu Chính Văn,
hấp thu hết sức sống vô tận vào trong cơ thể Tiêu Chính Văn, đồng thời những con thương long bay thẳng lên bầu trời, uốn lượn trên đỉnh đầu Tiêu Chính Văn. Chương 4839 tay Tiêu Chính Văn cầm kiếm Tần Vương, khí tức đế vương hết sức bá đạo áp đảo tới. Lần này, Tiêu Chính Văn không hề tránh né mà lựa chọn đối kháng với đòn đánh khủng bố này của kiếm thánh. Hừ, cậu còn muốn đối kháng với chiêu thức có 102 của tôi cơ à, kiếm thánh tay cầm kiếm, nở một nụ cười hiểm độc. Tiêu Chính Văn căn bản chẳng buồn quan tâm tới những lời khiêu khích của kiếm thánh, vung kiếm hướng về phía nhát kiếm kia, đồng thời tay còn lại giáng xuống một cái tát. Hừ, ông thật sự cho rằng kế truyền mà ông có được ở vùng ngoài vũ trụ là vô địch thiên hạ sao? Mới ở cấp nhập môn mà thôi, chỉ có thể dọa được mấy kẻ bình thường. Kiếm Tần Vương chém về phía thanh kiếm lớn kia, thân kiếm thượng cổ trong tay kiếm thánh rung lên đầy kịch liệt. Mặc dù kiếm Tần Vương là vật báu trong thiên hạ, thế nhưng thanh kiếm lớn trong tay kiếm thánh cũng có lai lịch không hề tầm thường. Nhát kiếm này mặc dù chưa trẻ được thanh kiếm đó làm đôi, thế nhưng lực tác động rất mạnh vẫn khiến cho bàn tay cầm kiếm của kiếm thánh trở nên rạn nứt. Sau đó thanh kiếm lớn bị chấn động tới độ bay thẳng ra hàng vạn dặm bên ngoài. Cùng lúc này, cái tát của Tiêu Chính Văn cũng giáng lên mặt kiếm thánh, cú tát bá khí ngút trời như vậy khiến cho kiếm thánh rớt thẳng xuống từ trên hư không. Nhìn thấy cảnh tượng này, ngay cả Long Cổ cũng cảm thấy da đầu phát tê, thầm cảm thấy may mắn rằng nước Ngụy không tham gia vào trong cuộc phân tranh lần này, nếu không thì kết cục của mình e rằng còn thảm hơn cả kiếm thánh. Tên Tiêu Chính Văn này rõ ràng sâu không thể lường. Ngay cả kiếm thánh cũng bại dưới tay anh ta, Ngụy Vinh Kỳ đứng phát dậy, nhìn về phía đế khư với vẻ không dám tin. Lúc này, đông vực tĩnh lặng như tờ, ngay cả kiếm thánh bị Tiêu Chính Văn đánh cho rớt đất cũng hoàn toàn ngơ ngẩn. Ông ta đờ đẫn nhìn bàn tay đã nứt toác ra của mình, một tay còn lại ôm lấy bên má bị đánh gần như nát nhừ, sau đó lại liếc nhìn thanh kiếm đã hóa thành một điểm bé tí xíu ở phía chân trời. Chưa nói tới việc một nhát kiếm cộng thêm một cái tát đã hoàn toàn hóa giải được toàn bộ thế công kích của ông ta, vậy mà còn đánh cho ông ta ngã cả xuống đất. Mặc dù đây chỉ là một cái tát mà thôi, thế nhưng hàng chục nghìn năm nay, ai dám tát lên mặt kiếm thánh, ai có thể đánh được lên mặt ông ta. Lúc này, cả vùng ngoài lãnh thổ yên lặng tới độ có thể nghe được cả tiếng kim rơi. Tất cả mọi người đều đang quan sát trận chiến này, hơn nữa, bọn họ đều hiểu rõ thực lực của kiếm thánh. Ông ta là kẻ mạnh nhất của vạn kiếm cốc. Thực lực và bá khí mà Tiêu Chính Văn bộc lộ ra lúc này đủ để khiến cho tất cả mọi người đều phải chấn động. Tiêu Chính Văn này thật sự tới từ thế tục ư? Chắc chắn cậu ta không tới từ một thế lực lớn nào đấy ở vùng ngoài lãnh thổ đó chứ? Vào lúc mọi người đang âm thầm suy đoán, Tiêu Chính Văn lại tung ra thêm một cái tát nữa. Chương 4840 bốp, một cái tát đánh cho kiếm thánh lọt thỏm vào sâu trong lòng đất. Mặc dù chỉ là một cái tát mà thôi, thế nhưng lại đánh nát như nửa bên thân người của kiếm thánh. Không để cho kiếm thánh hoàn hồn trở lại, một lực hút khủng bố hút ông ta từ trong lòng đất vào trong tay của Tiêu Chính Văn. Soạt, Tiêu Chính Văn thẳng thừng túm lấy cổ của kiếm thánh, ánh mắt lạnh lùng nhìn ông ta, nói có phải Điền Kỵ cử mấy người tới đây không? Nếu như tôi đoán không nhầm thì chắc ông ta đã nói với mấy người tôi bị Tả Phượng Kiều đánh cho trọng thương rồi. Vậy nên mới chạy về vùng ngoài lãnh thổ, đúng không? Tiêu Chính Văn cười lạnh lùng nhìn thẳng vào mắt kiếm thánh. Kiếm thánh, dựa vào ông mà cũng dám tự phong mình làm thánh sao? Ông chẳng qua chỉ là một kẻ tầm thường mà thôi, cho tới lúc chết ông cũng chỉ là quân cờ trong tay người khác. Cao ngạo tự mình xưng thánh, rõ ràng quá đỗi nực cười. Kiếm thánh lúc này ba hồn đã bị dọa sợ mất hai, bảy vía cũng đi đâu mất sáu. Cậu Tiêu, xin lỗi. Đều là lỗi của tôi không nên tin theo lời của Điền Kỵ. Tôi có thể giúp cậu giết Điền Kỵ, chỉ cần, không đợi kiếm thánh nói xong, Tiêu Chính Văn đã lạnh lùng ngắt lời, hừ, Tiêu Chính Văn tôi mà cũng cần ông giúp đỡ sao? Ông quá đề cao bản thân rồi, giống như những lời ông nói khi trước, ở trong mắt tôi, ông chẳng qua chỉ là một con kiến không có giá trị mà thôi. Vừa nói dứt lời, Tiêu Chính Văn dồn lực lên đầu ngón tay, rắc một tiếng. Cổ của kiếm thánh bị Tiêu Chính Văn bẻ gãy. Khi đầu người rớt xuống, trong lòng tất cả mọi người ở vùng ngoài lãnh thổ đều trầm lặng. Tất cả mọi người trong điện thần long, nghe lệnh, Tiêu Chính Văn chậm rãi quay người lại nhìn về phía đế khư bên dưới. Có, mấy người Tần Lương Ngọc đồng loạt tiến lên trước một bước. Hôm nay, cùng bản soái san phẳng vạn kiếm cốc,
Tiêu Chính Văn hạ lệnh xuống, toàn bộ điện thần long, tất cả cao thủ đồng loạt ra tay giết về phía Vạn Kiếm Cốc cùng một lúc. Tiêu Chính Văn cũng bay thẳng về phía thành Thiên Đô. Lúc này, trên bầu trời thành Thiên Đô đang treo lơ lửng một thanh kiếm lớn. Thanh kiếm đó thậm chí còn lớn hơn cả đảo Phù Không khi trước. Cả thành Thiên Đô đều bị thanh kiếm đó bao phủ. Chương 4841 hai anh em Điền Văn vừa mới nhận được tin đã lập tức tháo chạy khỏi thành Thiên Đô. Cho dù biết Tiêu Chính Văn sẽ không so đo với đám nhân vật nhỏ như bọn họ, nhưng ai có thể đảm bảo rằng Tiêu Chính Văn sẽ không tiện tay giết bọn họ khi gặp. Thanh kiếm khổng lồ kia vốn là pháp khí của một nhân vật lớn, nhưng khi Tiêu Chính Văn vừa đi qua thanh kiếm đó, phất nhẹ tay, nó liền vang lên tiếng nứt. Một giây sau, nó đã biến thành vô số mảnh vỡ, bay trên không trung. Nhìn thấy cảnh này, cả vùng ngoài lãnh thổ chỉ còn lại sự im lặng chết chóc. Trận chiến giữa Tiêu Chính Văn và Kiếm Thánh thật sự quá đáng sợ, không những phân thắng bại trong chốc lát mà đám người Kiếm Thánh còn bị chém chết, ngay cả pháp khí của nhân vật lớn kia cũng bị đập nát. Tiêu Chính Văn đột nhiên dừng lại, nhìn chằm chằm vào đường chân trời, như thể đang chờ đợi người nào đó đáp lại. Lúc này, cả vùng ngoài lãnh thổ yên tĩnh đến mức có thể nghe thấy tiếng kim rơi, ngay cả gió cũng ngừng thổi, hàng trăm con thú đang bò trên mặt đất cũng rùng mình, không dám phát ra tiếng động nào. Không ai dám thản nhiên nói nửa lời, thậm chí cả tiếng trẻ con khác cũng dừng lại. Tiếng rồng gầm động trời truyền đến, ở Vạn Kiếm Cốc xa xôi, một luồng sáng đỏ máu bùng lên. Vô số bóng người cùng lúc chạy khỏi hướng Vạn Kiếm Cốc. Nhưng thứ đang chờ đợi bọn họ là sự chặn đánh vô tình của Điện Thần Long. Điện Thần Long luôn ăn miếng trả miếng, đòn trả lại đòn. Nếu Kiếm Thánh muốn quét sạch Điện Thần Long ra khỏi vùng ngoài lãnh thổ, vậy thì Tần Lương Ngọc đương nhiên sẽ không nương tay. Trong chốc lát, cả Vạn Kiếm Cốc đã bị san bằng, toàn bộ đệ tử trong Viên Kiếm Cốc và hai vị trưởng lão đều lần lượt biến thành xương máu. Vạn Kiếm Cốc đã bị san bằng, nhưng không ai dám nhìn về phía Vạn Kiếm Cốc. Càng không ai dám hỏi thêm nửa lời. Vạn Kiếm Cốc luôn là thế lực đặc biệt ở vùng ngoài lãnh thổ, đừng nói đến việc hủy diệt, mà hầu hết mọi người đều không có dũng khí liếc nhìn Vạn Kiếm Cốc. Một thế lực lớn mạnh ở vùng ngoài lãnh thổ như vậy lại bị Tiêu Chính Văn san bằng trong chốc lát. Những nhân vật lớn hay những trưởng lão ở ẩn đều không dám lên tiếng. Mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn nhóm người Tiêu Chính Văn ung dung quay về đế khư sau khi tẩy huyết Vạn Kiếm Cốc. Một số người vốn tưởng rằng sẽ nổ ra một trận chiến lớn, nhưng kết quả là chưa đầy một giờ, Vạn Kiếm Cốc đã không còn tồn tại nữa. Mà đây mới chỉ là sự khởi đầu, kẻ chủ mưu thật sự đằng sau tất cả chuyện này không phải là Vạn Kiếm Cốc, mà là Điền Kỵ. Cả vùng ngoài lãnh thổ đang yên lặng chờ Điền Kỵ lên tiếng, mọi người đều tập trung sự chú ý về phía đế khư. Bất cứ động tĩnh nào ở đế khư đều thu hút sự chú ý của tất cả mọi người. Chương 4842 lúc này, lại yên lặng đến kỳ lạ, cả Điền Kỵ, nhà họ Điền và nước Tề đều vô cùng yên tĩnh. Nhưng trong lòng mỗi người đều biết rõ đây là thời khắc giao chuyển của cơn bão, sự yên tĩnh cuối cùng trước khi một cuộc chém giết đẫm máu lớn hơn bắt đầu. Mọi người đều biết Tiêu Chính Văn từ âm phủ trở về vùng ngoài lãnh thổ, quét sạch thế lực lớn như Vạn Kiếm Cốc. Nhưng chắc chắn đây chưa phải là kết thúc, Vạn Kiếm Cốc có quan hệ mật thiết với Điền Kỵ. Dù về công hay tư thì Điền Kỵ đều sẽ không từ bỏ như vậy. Thật ra, nếu không có tàn hồn còn sót lại của Hạng Vũ chiến đấu đến chết thì lúc này Điện Thần Long cũng sẽ không còn nữa. Phía Điện Thần Long bị tổn hại, Tần Lương Ngọc và Từ Huy Tổ cũng bị thương nặng, ngay cả Long Ngao cũng bị thương. Cùng lúc đó, các thế lực từng có ân oán với Tiêu Chính Văn cũng rơi vào cảnh lâm nguy. Đặc biệt là Tề Thiên Thư Viện. Sau khi Tiêu Chính Văn giết Kiếm Thánh, bọn họ đã lẩn trốn đầu tiên, vì sợ Tiêu Chính Văn sẽ giết mình. Phía nhà họ Khổng cũng vội vàng khởi động đại trận hộ sơn, đồng thời khẩn trương điều tất cả cao thủ thiên cảnh trở về nhà chính, vì sợ Tiêu Chính Văn sẽ quay lại giết nhà họ Khổng như tiêu diệt Vạn Kiếm Cốc. Ngay cả nước Ngụy và nước Triệu cũng phái quân đội nước Ngụy và kỵ binh nhà Triệu đến biên giới để phòng thủ. Không ai dám coi thường sức mạnh hiện tại của Điện Thần Long. Dù sao cũng có rất ít cao thủ trên thiên cảnh ở vùng ngoài lãnh thổ, người có thể so sánh với Kiếm Thánh lại càng ít hơn. Nhưng lần này, sau khi trở về từ âm phủ, Tiêu Chính Văn đã tàn nhẫn giết Kiếm Thánh, điều này cho thấy mức độ nghiêm trọng của việc này đã vượt xa dự liệu của mọi người. Nhưng phía đế khư lại không có bất kỳ động tĩnh nào,
mấy ngày trôi qua, toàn bộ vùng ngoài lãnh thổ vẫn vô cùng yên tĩnh. Lẽ nào Tiêu Chính Văn sợ rồi, không dám khiêu khích với Điền Kỵ và nước Tề nữa? Không thể nào, với phong cách hành sự của Tiêu Chính Văn, chắc chắn sẽ không dừng lại ở đây. Hơn nữa, kẻ đứng sau chuyến đi đến âm phủ lần này là Điền Kỵ, sao Tiêu Chính Văn có thể bỏ qua cho ông ta dễ dàng được? Điền Kỵ không chỉ có một mình, phía sau ông ta cũng không phải chỉ có Điền Tề, Tiêu Chính Văn thật sự dám động đến Điền Kỵ sao? Mọi người bắt đầu bàn tán. Có một số chuyện, một khi đã bắt đầu thì không thể dễ dàng kết thúc. Đặc biệt là chuyện lần này đã chạm đến giới hạn của Tiêu Chính Văn. Anh không thể quản nổi vùng ngoài lãnh thổ, cũng không muốn quản, nhưng Điền Kỵ không chỉ coi vùng ngoài lãnh thổ như một quân bài, mà còn tính kế với giới thế tục, sao Tiêu Chính Văn có thể ngồi yên được. Thế tục càng tĩnh lặng, thế lực các bên càng cảm thấy nguy hiểm hơn. Cảm giác đè nén trước đại chiến mới khiến người ta đau đớn nhất. Đặc biệt là các thế lực từng gây thù chuốc oán với Tiêu Chính Văn, trong đoạn thời gian này càng như đang ngồi trên đống lửa. Chương 4843 thực ra cái chết không đáng sợ, điều đáng sợ là sự dằn vặt, đau khổ khi trực chờ cái chết ập đến. Rốt cuộc Tiêu Chính Văn đang muốn làm gì? Ngay cả kiếm sĩ Hoàng Kim số 1 như Elon cũng đứng ngồi không yên. Thật ra, ông ta đã chuẩn bị chiến đấu với Tiêu Chính Văn rồi, nhưng chớp mắt, mấy ngày đã trôi qua, phía Tiêu Chính Văn vẫn không có động tĩnh gì. Ông ta không tin Tiêu Chính Văn sẽ dễ dàng bỏ qua cho ông ta như vậy. Ngay cả nhân vật lớn như Kiếm Thánh cũng chết trong tay Tiêu Chính Văn, ông ta là đại diện cho giáo đình một phương, cũng không thể thoát thân được. Gia tộc Xixis cũng đứng ngồi không yên, mặc dù Tiêu Chính Văn chỉ là một hậu bối, nhưng thực lực lại vô cùng mạnh mẽ, đây quả thực là người bọn họ chỉ có thể ngước nhìn sùng bái, không bao giờ có thể sánh bằng. Hừ, chỉ là một tên nhãi mà lại có thể khiến chúng ta sợ hãi sao? Tộc trưởng của gia tộc Xixis là York gõ mạnh cây gậy xuống đất. Bây giờ ông ta đang vô cùng sợ hãi. Ngay cả thế lực lớn ẩn thế như Vạn Kiếm Cốc cũng bị Tiêu Chính Văn tàn sát. So với bọn họ, gia tộc Xixis chỉ như con kiến. Một khi Tiêu Chính Văn đánh đến cửa thì hậu quả, cho đến bên bây, các thế lực ở vùng ngoài lãnh thổ mới nhận ra trước đây bọn họ đã đối đầu với nhân vật lớn nào. Cũng nhận ra rằng bọn họ đã sai lần thế nào. Trước đây, bốn cậu chủ chiến quốc bị Tiêu Chính Văn quay vòng vòng. Bọn họ chỉ cho rằng đó là do Tiêu Chính Văn may mắn. Sau đó, sau khi Tử Cống đích thân rời núi, bọn họ đã từng tin rằng vận may của Tiêu Chính Văn đã hết. Nhưng cuối cùng, không chỉ Tử Cống bị đánh tan xác, mà cả Kiếm Thánh cũng chết. Bỗng chốc, cả vùng ngoài lãnh thổ đều trở nên hỗn loạn. Ngược lại, Tiêu Chính Văn và Điện Thần Long lại yên lặng hơn nhiều. Thực ra những ngày ra, Tiêu Chính Văn luôn giúp người trong Điện Thần Long trị thương, để bọn họ mau chóng phục hồi sức lực. Nhưng trong trận chiến với Thánh Kiếm, tất cả mọi người có mặt đều thấy rõ ràng rằng Tiêu Chính Văn đã chuyển gần hết sinh khí của mình cho Hạng Vũ, có thể nói rằng trong trận chiến đó, tuy Tiêu Chính Văn đã thắng, nhưng cũng bị tổn hại không nhỏ. Cộng thêm sự vất vả mấy ngày qua, trên mặt Tiêu Chính Văn cũng lộ rõ vẻ mệt mỏi. Cậu Tiêu, Tần Lương Ngọc nhẹ nhàng đẩy cửa bước vào phòng làm việc của Tiêu Chính Văn. Sao vậy? Tiêu Chính Văn ngẩng đầu nhìn Tần Lương Ngọc hỏi. Tần Lương Ngọc do dự một lúc, rồi mới lo lắng nói, cậu Tiêu, cậu thật sự không sao chứ? Trước đây, Tiêu Chính Văn đã trải qua vô số trận chiến sinh tử nhưng chưa bao giờ lộ ra một chút mệt mỏi, bây giờ vẻ mệt mỏi trên mặt Tiêu Chính Văn khiến cho Tần Lương Ngọc và những người khác phải lo lắng hỏi thăm. Một trận chiến lớn sắp xảy ra, bất kỳ ai có con mắt tinh tường đều có thể nhìn ra được, dù là Tiêu Chính Văn hay là Điền Kỵ. Thì đều đang tập hợp sức mạnh để giáng cho đối phương một đòn cuối cùng. Tôi không sao, mọi người không cần lo cho tôi chỉ là mất đi chút sinh khí mà thôi, không có gì đáng ngại. Tiêu Chính Văn nói với vẻ mặt mệt mỏi. Nhưng mà, Tần Lương Ngọc vừa mở miệng đã bị Tiêu Chính Văn cắt ngang, không có gì đáng ngại, chỉ là hơi mệt mỏi mà thôi. Chương 4844 mặc dù nói như thế nhưng Tần Lương Ngọc vẫn nhìn thấy sợi tóc bạc trên đầu Tiêu Chính Văn. Ra đi, một người bề ngoài có vẻ mất đi sinh khí không chỉ là chết mà còn một trường hợp khác nữa, chính là già đi. Sợi tóc bạc đó đã chứng minh được vấn đề rồi. Chỉ có khi sinh khí của một người biến mất một cách nhanh chóng, thậm chí không đủ để chống đỡ cơ thể thì mới bắt đầu già đi, từng bước đi về phía cái chết. Mà với một võ giả thiên cảnh,
đây là chuyện không thể nào xuất hiện. Nhưng lúc này Tiêu Chính Văn lại xuất hiện hiện tượng già đi. Điều này chứng tỏ, trận chiến này đã đến mức khủng khiếp đối với sự tiêu hao năng lượng của Tiêu Chính Văn. Hay nói cách khác, đây là sinh khí từ nguồn sinh mạng, không thể bổ sung thông qua sinh khí được hấp thụ từ thế giới bên ngoài, nếu không Tiêu Chính Văn cũng không thể xuất hiện trạng thái già đi này. Lúc này vấn đề lại càng nghiêm trọng hơn. Với tình trạng kiệt sức hiện giờ của Tiêu Chính Văn, cộng thêm sợi tóc bạc trên đầu, Tần Lương Ngọc thậm chí có thể khẳng định, tuổi thọ của Tiêu Chính Văn cũng bị ảnh hưởng rất lớn. Có thể nói bắt đầu từ cảnh giới thiên vương, tuổi thọ của các võ giả vẫn luôn tăng lên theo cấp số nhân, đến bậc thiên cảnh này, tuổi thọ đã lên đến mấy chục ngàn năm, thậm chí trên mấy trăm ngàn năm. Mà nguyên căn của tuổi thọ chính là sinh khí của nguồn sinh mạng, sinh khí này đột phá theo cảnh giới, sau đó liên tục tăng lên. Nhưng vấn đề là bây giờ cảnh giới hiện tại của Tiêu Chính Văn là thiên cảnh. Bắt đầu từ thiên cảnh, mỗi lần đột phá lên một cảnh giới nhỏ đều tính theo đơn vị ngàn năm, không phải muốn đột phá là có thể đột phá. Hơn nữa Tiêu Chính Văn vừa đột phá thiên cảnh, không thể lại đột phá thêm lần nữa trong thời gian ngắn như thế. Nói cách khác bây giờ tuổi thọ của Tiêu Chính Văn nhiều nhất vẫn còn mấy mươi năm nữa thôi. Mặc dù Tần Lương Ngọc cũng từng thấy được tốc độ đột phá của Tiêu Chính Văn, nhớ lại lúc đầu khi bà ta vừa quen với Tiêu Chính Văn, anh mới chỉ là một hậu bối đế cảnh, mà bây giờ Tiêu Chính Văn đã trở thành một cao thủ thiên cảnh trước bà ta. Nhưng sợ là sợ Tiêu Chính Văn không thể đột phá cảnh giới thiên cảnh cấp 1 này trong khoảng thời gian ngắn, vậy thì sẽ gặp rắc rối lớn. Thế nên mấy người Tần Lương Ngọc mới vô cùng lo lắng. Tuổi thọ là chuyện lớn với bất kỳ một người nào. Nhất là cảnh giới thiên cảnh này, mỗi một bước tiến đều khó như lên trời, ngộ nhỡ Tiêu Chính Văn không thể bước vào thiên cảnh cấp 2 trong mấy mươi năm ngắn ngủi thì kết quả không cần nghĩ cũng biết. Mọi người đi nghỉ ngơi trước đi, ngày mai chúng ta đến thành thiên khu, Tiêu Chính Văn xua tay nói. Trước đó Tiêu Chính Văn đã nhận được tin tức, Điền Kỵ đã kiêu căng quay về thành thiên khu. Được, sắc mặt mấy người Tần Lương Ngọc dao động, tiếp theo đó sẽ là cuộc tàn sát. Chương 4845 trong mắt mọi người đều lộ ra vẻ kiên định và quyết tuyệt. Sau khi những người khác đi rồi, Hắc Bá mới lo lắng nói, cậu Tiêu, Điền Kỵ có thực lực không tầm thường, đấu với ông ta còn phải có vài chiến thuật mới được. Tiêu Chính Văn gật đầu, mặc dù chưa từng giáp mặt với Điền Kỵ nhưng danh tiếng của người này đã lan truyền khắp ngoài lãnh thổ, khoảng thời gian gần đây, Tiêu Chính Văn cũng nghe được không ít tin đồn về ông ta. Người này không chỉ có thực lực đáng sợ mà thủ đoạn và tâm tư cũng vượt xa người thường. Nhất là sau khi gia nhập vào nhà họ Khổng học giả, làm việc gì cũng càng không có giới hạn, không từ thủ đoạn để đạt mục đích. Hơn nữa nếu Điền Kỵ có thể khống chế vạn kiếm cốc từ xa chứng tỏ năng lực của ông ta đã trên giả tiên rồi. Thành Thiên Khu cũng là nơi rất đặc biệt, không chỉ có rất nhiều gia tộc bố trí phân bộ của mình ở đây mà ngay cả nhà họ Trần cũng có vài ngôi nhà ở Thành Thiên Khu. Điều này chứng tỏ tất cả gia tộc đều xem Thành Thiên Khu là trung tâm của Đông Vực, mà sự trở lại vô cùng kiêu căng của Điền Kỵ cũng là đang thể hiện sức mạnh của mình với các gia tộc. Để nhận được sự ủng hộ của các gia tộc, có lẽ cảnh Tiêu Chính Văn một mình đến âm phủ vẫn sẽ hiện lên trong Thành Thiên Khu. Sáng hôm nay, tin tức Tiêu Chính Văn dẫn người của Điện Thần Long đến Thành Thiên Khu lập tức lan ra khắp ngoài lãnh thổ. Hàng người Điện Thần Long, khí thế bức người, sát khí ngút trời. Những nơi họ đi qua đều có các quản lý cao cấp của các gia tộc chạy ra đón, cúi đầu hành lễ và hướng về phía người của Điện Thần Long. Sau khi Bạch Khởi và mấy người Mông Điềm đi vào chiến trường ngoài vũ trụ, Điền Kỵ cũng trở thành sự tồn tại hệt như bầu trời của ngoài lãnh thổ. Thế nên ông ta cũng là người duy nhất ở nước Tề có được một hòn đảo nổi ở Thành Thiên Khu. Điền Kỵ đặt tên cho hòn đảo nổi của mình là đảo Tề Thiên. Tức là tề tựu với trời, được tôn cùng với tiên thần. Chỉ riêng điều này thôi cũng đã không khó nhận ra dã tâm của Điền Kỵ lớn đến mức nào. Mà tòa chính của đảo Tề Thiên này nằm trong Thành Thiên Khu, gần với núi Long Vân có phong cảnh tuyệt đẹp, nhìn xuống dưới là núi sông vạn dặm, dưới chân là dòng sông chảy xiết. Đảo Tề Thiên như được giữ vững trên khoảng không bởi những ngọn núi, khí thế phi thường. Lúc này Điền Kỵ đang thưởng thức trà trong đình trà trên đỉnh núi Long Vân. Ngẩng đầu nhìn mấy người Tiêu Chính Văn, cười mỉa rồi búng ngón tay một cái. Một con đường xuyên trời màu vàng bay đến bên chỗ mấy người Tiêu Chính Văn từ đỉnh núi Long Vân.
Tiêu Chính Văn chỉ cúi xuống nhìn con đường màu vàng đó, sau đó sải bước đi lên, Hắc Bá hơi do dự một lúc rồi cũng đứng trên dải sáng màu vàng. Tương truyền, nơi này từng là nơi Hiên Viên Hoàng đế và Huyền Nữ nói chuyện về kinh sách, đạo lý nên có linh khí, Hắc Bá giới thiệu cho Tiêu Chính Văn biết. Thật ra lấy đảo Tề Thiên là trung tâm, trong vòng hàng ngàn mét đều bị tách biệt thành khu cấm, không được điền kỵ cho phép thì không ai được bước vào trong. Bản thân Hắc Bá cũng lần đầu đến đây nên cũng không khỏi cảm thán cảnh đẹp xung quanh. Chương 4846 tin tức Tiêu Chính Văn đến thành Thiên Khu vừa truyền vào nước Ngụy, Ngụy Vinh Kỳ đã đích thân dẫn 3.000 binh lính Ngụy đến. Dĩ nhiên hắn không có ý định cuốn vào trong trận chiến này, đơn thuần chỉ là muốn đến xem mà thôi. Mặc dù các thế lực khác trong thành Thiên Khu vẫn xem trọng Điền Kỵ nhưng cũng không ai dám chủ động đứng ra, dù sao những người mấy ngày trước đi theo Vạn Kiếm Cốc tấn công vào Đế Khư đều là những người còn sống. Ai cũng không biết rốt cuộc Tiêu Chính Văn bao nhiêu con bài cuối, mặc dù Điền Kỵ là sự tồn tại cao cấp ở ngoài lãnh thổ nhưng không ai có thể đảm bảo Tiêu Chính Văn sẽ không tạo ra kỳ tích lần nữa. Không chỉ Ngụy Vinh Kỳ chạy đến mà ngay cả Khổng Tề Thiên cũng dẫn theo vài thân tín ở Tề Thiên Thư Viện chạy đến lẫn vào trong đám đông vây xem. Không ngờ ngay cả người nhà họ Khổng cũng học được cách khiêm tốn, Ngụy Vinh Kỳ chế nhạo nhìn Khổng Tề Thiên trốn trong đám đông. Không chỉ ông ta đến mà còn một người nữa cũng đến, Long Cổ nhíu mày nói. Ồ, người mà tướng quân Long nói là Hồng Ấn à, Ngụy Vinh Kỳ lập tức nghĩ đến người này. Đúng thế. Mặc dù tôi không xác định được vị trí của ông ta nhưng có thể cảm nhận được khí tức của ông ta. Chúng ta có cần, Ngụy Vinh Kỳ suy tư một lúc, khẽ lắc đầu nói, không cần nhắc nhở Tiêu Chính Văn, một là chưa chắc khí tức của Hồng Ấn có thể giấu được hắn, hai là trận chiến này e là không đơn giản. Cùng với luồng sáng bay về đỉnh núi Long Vân, Điền Kỵ vừa rót trà vừa nói với mấy người Tiêu Chính Văn, vào đây ngồi đi. Chủ soái Điền, Hắc Bá chắp tay chào Điền Kỵ. Hắc Bá, sao ông cũng đến thế, nụ cười trên môi Điền Kỵ có vẻ như rất vô hại, không chỉ không có sát khí nào mà ngược lại hiền từ chất phác như bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Chỉ riêng vẻ ngoài như thế, bất kỳ ai cũng rất khó đoán được Điền Kỵ là một người thủ đoạn tàn độc, sát người không nương tay. Cũng chính vì trong ngoài không đồng nhất như thế nên các thế lực ngoài lãnh thổ mới sợ người này như sợ hổ. Ai là cậu Tiêu cũng có thể bước lên trước thưởng thức trà với tôi. Cậu Tiêu, cẩn thận, Tần Lương Ngọc vội nhỏ giọng nói. Tiêu Chính Văn chưa kịp sải bước lên trước, Điền Kỵ đã quay sang nhìn về một hướng khác, cao giọng nói, tướng quân Long, tôi và ông đã nhiều năm không gặp, hôm nay hiếm có cơ hội thế này, sao không vào đây hàn huyên một chút. Ha ha, quả nhiên chủ soái Điền phong thái hơn người, không hổ là trụ cột của nước Tề năm đó. Nói rồi Long Cổ sải bước đi thẳng đến ngoài căn đình. Lâu ngày không gặp. Điền Kỵ ngẩng đầu lên nhìn Long Cổ bên ngoài căn đình. Ha ha, nhờ phúc của chủ soái Điền, mọi thứ đều sắp xếp ổn thỏa. Nhưng, nói đến đây, Long Cổ bỗng quay sang nhìn Tiêu Chính Văn nói, lẽ nào chủ soái Điền không lo hôm nay tôi sẽ ra tay giúp đỡ cậu Tiêu sao? Chương 4847 Điền Kỵ liếc nhìn Long Cổ, khẽ lắc đầu nói, ông sẽ không giúp hắn. Thực ra, cái chết của Ngụy Võ Hầu, các người hiểu rõ là ai giết hơn cả tôi. Thật sự khó thoát khỏi tai mắt của chủ soái Điền. Vậy được, theo như lời của chủ soái Điền, hôm nay Long Gỗ tôi chỉ làm khán giả thôi. Nói xong, Long Gỗ đi tới chiếc ghế bên cạnh rồi ngồi xuống. Tiêu Chính Văn cũng bước vào đình, ngồi đối diện với Điền Kỵ. Vào lúc này, một luồng ánh sáng chiếu thẳng vào cái đình nhỏ trên đỉnh núi. Dưới ánh sáng rực rỡ, mấy người ngồi đối diện nhau trong căn đình cứ như những người bạn cũ đã nhiều năm không gặp. Tôn trọng nhau như khách quý. Nghe nói cậu Tiêu rất am hiểu về trà đạo, chỉ bảng thử xem mùi vị trà của tôi thế nào. Điền Kỵ vừa nói vừa đưa một tách trà đến tay Tiêu Chính Văn. Bất kể từ giọng nói hay phong thái của Điền Kỵ, đều không có chút sát khí nào. Có vẻ như hôm nay ông ta đặc biệt mời Tiêu Chính Văn đến trò chuyện. Ừ, trà thơm, quả nhiên là trà ngon, Tiêu Chính Văn khẽ gật đầu khen ngợi. Điền Kỵ cười nhạt nói, thật ra hôm nay nhìn thấy cậu khiến tôi nhớ lại tôi của ngày xưa. Nhớ năm đó, tôi cũng giống như cậu, rất hăng hái, tung hoành ngang dọc. Nếu không phải giữa tôi và cậu có tín ngưỡng trái ngược, lập trường bất đồng thì tôi thật sự muốn kết giao với cậu, ánh mắt Điền Kỵ lộ ra một chút tiếc nuối.
Sau đó ông ta nhìn ánh sáng ở phía chân trời, thở dài nói, chỉ đáng tiếc, một ngôi sao mới nổi sắp bỏ mạng, đây là sự mất mát của Đông Vực và cũng là tổn thất của Hoa Quốc. Không giấu gì cậu, tôi đến vùng ngoài lãnh thổ đã mấy ngàn năm, nhưng chưa từng gặp người trẻ tuổi nào giống như cậu. Mặc dù ngoài mặt, Điền Kỳ vẫn đang nói cười vui vẻ, nhưng bên trong lời nói đã ẩn chứa ý định giết người. Cho dù là Tiêu Chính Văn hay Điền Kỳ, trong lòng đều biết rất rõ, hôm nay hai người họ gặp nhau chỉ có một người có thể sống sót rời đi. Cho dù Điền Kỳ tiếp đón nồng hậu và hiếu khách như vậy thì Tiêu Chính Văn cũng tuyệt đối sẽ không mềm lòng với ông ta. Suy cho cùng, ông ta đang có ý đồ với giới thế tục, điều này đã chạm vào điểm giới hạn của Tiêu Chính Văn. Giới thế tục Hoa Quốc là nơi mà mấy đời nhà họ Tiêu đã không ngần ngại hy sinh mạng sống để bảo vệ, tuyệt đối sẽ không cho phép bất kỳ ai dễ dàng có ý đồ xấu. Cũng giống vậy, Điền Kỳ sẽ không để Tiêu Chính Văn sống sót rời đi, nếu không, tội ác nhà họ Điền và nhà họ Khổng cấu kết với âm phủ, giết hại sinh linh cũng sẽ bị công khai khắp nơi. Đây là kết quả mà cả nhà họ Điền và nhà họ Khổng đều không thể chấp nhận được. Chương 4848 danh vọng và uy tín là thứ giúp nhà họ Khổng có thể kiểm soát mọi thứ ở vùng ngoài lãnh thổ, mất đi những thứ này thì không thể nắm chắc quyền lực ở vùng ngoài lãnh thổ nếu chỉ dựa vào vũ lực và nguồn lực tài chính. Trận chiến sinh tử là không thể tránh khỏi, sao ông phải làm bộ làm tịch như vậy? Tiêu Chính Văn thờ ơ hỏi. Thật ra hôm nay tôi cũng thành tâm, nhân tài như cậu không nhiều. Nếu cậu có thể hồi tâm chuyển ý thì tôi hy vọng có thể bắt tay làm hòa với cậu, Điền Kỳ mỉm cười nói. Tôi có một câu hỏi mong ông thành thật trả lời, Tiêu Chính Văn thờ ơ nói. Được, Điền Kỳ khẽ gật đầu. Cái chết của Hạng Vương có liên quan đến ông không, Tiêu Chính Văn đột nhiên lạnh lùng hỏi. Điền Kỳ khẽ gật đầu nói, không sai, không chỉ có liên quan mà có thể nói bi kịch cuộc đời Hạng Vũ là do một tay tôi tạo nên. Mấy năm trước. Vùng ngoài lãnh thổ cử ra một số lượng lớn cao thủ trở về thế tục, đồng thời ám sát một vài người bên phía Hoa Quốc, đây cũng là chủ ý của tôi. Kể cả sau này, việc vây đánh Hạng Vũ tại trụ sở chính của Thiên Đạo Minh Ước cũng là do một tay tôi giàn dựng, nhưng có điều, việc cậu xuất hiện lại khiến tôi rất kinh ngạc. Ông làm vậy chỉ vì lấy bí mật trong di tích Long tộc sao? Tiêu Chính Văn nghiêng đầu nhìn Điền Kỳ. Không xêu, Điền Kỳ không hề giấu giếm. Nhưng ông cũng là người Hoa Quốc, chẳng lẽ ông vì để có được di tích Long tộc mà nhân tâm tàn sát đồng bào của mình sao, giọng điệu của Tiêu Chính Văn càng trở nên lạnh lùng. Ừ đấy, thế thì đã sao, ngay cả thảm họa càn quét Hoa Quốc 200 năm trước cũng là do tôi bày ra đó. Nếu không, người Vi Hào sao lại dám xâm phạm Hoa Quốc chứ? Hơn nữa, năm đó cũng là tôi bày mưu tính kế, bảo người đi tiêu diệt mấy cao thủ trấn quốc của Hoa Quốc. Điền Kỳ không hề che giấu điều gì, cũng không có cảm giác áy náy tội lỗi, ngược lại còn nói một cách thản nhiên. Cái gì, ông lại bày mưu tính kế cho người Vi Hào xâm lược Hoa Quốc ư? Ông còn là người Hoa Quốc không hả, ngay cả Long Cổ bên cạnh cũng không nghe được nữa. Dẫu sao, có nói thế nào đi chăng nữa thì Điền Kỳ cũng được coi là tướng quân của nước Tê thời Tân. Bây giờ nước Tê là một phần của Hoa Quốc, nơi này cũng có con cháu đời sau của nước Tê. Nhưng Điền Kỳ lại muốn mượn tay người khác để tiêu diệt Hoa Quốc. Ồ, ở cấp bậc của chúng ta, giữa những người bình thường và những con kiến thì có gì khác nhau? Hơn nữa, chỉ khi chúng ta có được di tích của Long tộc trước thì mới có thể khe đứt ý đồ của đám người ngoài vũ trụ. Khôi phục hòa bình cho giới thế tục và vùng ngoài lãnh thổ chẳng lẽ không tốt sao? Hoa Quốc, Vi Hào hay bất kỳ đất nước nào trong giới thế tục cũng nên hy sinh tất cả vì sự hòa bình vĩnh viễn. Điền Kỳ cười khẩy nói. Chương 4849 ngay sau đó, ông ta lại nhìn luồng ánh sáng ở phía chân trời, dường như đang nhớ ra điều gì đó, buột miệng nói tôi, người nhà họ Điền của nước Tê đã từng bảo vệ cho con dân chăm họ nước Tê, nhưng kết quả thì thế nào? Cả nhà họ Điền của tôi không phải bị quân Tần tiêu diệt, mà là bị bọn phản dân nước Tê tàn sát. Năm đó... Ngày Hạng Vũ trơ mắt ngồi nhìn nhà họ Điền của tôi bị diệt vong thì đã định trước kết cục của tất cả mọi chuyện hôm nay. Nhà họ Khổng hay Hạng Vũ đều là kẻ thù không đội trời chung của nhà họ Điền tôi. Nhưng tại sao tôi lại cống hiến cho nhà họ Khổng? Chẳng lẽ các người cho rằng tôi thật sự cam tâm tình nguyện làm vậy sao? Chẳng qua là để trả thù mà thôi. Kiếp này Điền Kỳ tôi không chỉ phải giết chết Hạng Vũ, mà còn phải tiêu diệt tất cả những kẻ đã phản bội lại nhà họ Điền ở Hoa Quốc.
Tiêu Chính Văn cười khẩy, khẽ lắc đầu nói, nhà họ Tiêu của tôi cũng đã từng nhuốm máu vì Hoa Quốc, nhưng cũng từng bị chấm dân Hoa Quốc nghi ngờ tra hỏi như vậy. Nhưng, ông và tôi đều là con cháu của Hoa Điền Kỳ khít mũi lạnh lùng hỏi, tổ tiên. Hừ, cậu nói nhà họ Tiêu của cậu cũng từng bị đám kiến hôi đó nghi ngờ tra hỏi đấy, đám phàm phu tục tử không biết tốt xấu như bọn chúng, xứng đáng để cậu hy sinh nhiều như vậy, ư hay chẳng lẽ cậu không nghĩ rằng, tất cả mọi thứ mà cậu phải bỏ ra sẽ không bao giờ nhận được hồi đáp xứng đáng sao? Tiêu Chính Văn khẽ lắc đầu nói, từ ngày Tiêu Chính Văn tôi gia nhập quân đội, từ lúc tôi thề bảo vệ Hoa Quốc, tôi chưa từng nghĩ mình sẽ được đền đáp. Bảo vệ Hoa Quốc là sứ mệnh muôn thuở của mỗi quân nhân. Với tư cách là tướng quân của nước Tề, mà ngay cả đạo lý đơn giản như vậy, ông cũng không hiểu sao. Ngay khi giọng nói của Tiêu Chính Văn vừa dứt, nước trong tách trà trong tay đột nhiên hóa thành một vòng xoáy, một tia sáng bí ẩn đột nhiên bay ra khỏi núi Long Vân. Ngay sau đó, anh em Điền Văn và đám người Khống Tê Thiên đồng thời chấn động. Sức mạnh trên người bọn họ dường như đang bị tước đoạt khỏi cơ thể bởi một luồng năng lượng bí ẩn. Đám người Erdogan cũng ở trong tình trạng tương tự. Dù bọn họ ở cách nơi này xa vạn dặm nhưng vẫn không thoát khỏi thuật cướp đoạt. Khi tia sáng đó quay trở lại cơ thể Tiêu Chính Văn, sức mạnh của đám người Điền Văn cũng tập trung về phía Tiêu Chính Văn. Thế giới này dựa trên quy luật rừng rậm, ngay cả giới thế tục cũng không ngoại lệ. Đây chính là thiên đạo. Điền Kỳ lại chế nhạo, đồng thời, ánh mắt nhìn về phía ánh sáng bí ẩn bay từ trên trời xuống. Ông nói đúng, nhưng ông tuyệt đối không nên phản bội Tổ quốc. Đây là vết nhơ của bất kỳ người quân nhân nào, cũng là điều cấm kỵ trong cuộc đời con người, Tiêu Chính Văn lạnh lùng nói. Tiêu Chính Văn, có thể nói ra những lời này chứng tỏ cậu vẫn còn quá trẻ, chưa trải sự đời, chưa được mở rộng tâm mắt. Cậu phải nhớ rằng chỉ con người còn sống thì mọi thứ mới có ý nghĩa. Nếu ngay cả mạng sống cũng mất rồi thì cậu bảo vệ ai, phản bội ai, còn có ý nghĩa sao? Ai sẽ nhớ tới cậu chứ? Chương 4850 ví dụ như, Thủy Hoàng chết vì Hoa Quốc, nữ đế vì bảo vệ Hoa Quốc mà thần hồn cũng không còn, bây giờ, có bao nhiêu người nhớ đến sự tồn tại của họ cơ chứ? Giọng nói của Điền Kỳ cũng dần trở nên lạnh lùng, trong đôi mắt ông ta lóe lên từng tia sáng lạnh băng. Điền Kỳ nói như vậy chẳng khác gì thừa nhận là ông ta đã phản bội lại Hoa Quốc, mà mục đích của việc ông ta bán đứng Hoa Quốc chính là để có được bí mật của di tích Long Tộc. Thật ra nếu cứ để di tích Long Tộc ngủ yên mãi trên lãnh thổ Hoa Quốc rõ ràng là đang phung phí của trời, so với việc để nó ngủ yên như vậy, chỉ bằng để cho tôi sử dụng nó. Những lời này của Điền Kỳ đã tỏ rõ lập trường và thái độ của bản thân với tất cả mọi người rồi. Xem ra những tai họa ập đến với Hoa Quốc khi trước đều là do một tay ông chủ tính. Lúc này, không chỉ có Tiêu Chính Văn đoán ra tất cả những chuyện không may và tai họa của Hoa Quốc gần như đều có liên quan tới Điền Kỳ, thậm chí ngay cả vô số tai họa trong những năm vừa qua cũng là do một tay Điền Kỳ vạch ra. Thật ra, tình hình ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ đã không còn khả quan nữa rồi, vùng ngoài lãnh thổ chúng ta không có nhiều cao thủ hơn để bổ sung vào bên trong. Chỉ dựa vào mấy người Bạch Khởi thì e rằng cũng chẳng chống đỡ được bao lâu nữa. Ồ, Điền Kỳ khẽ thở dài nói. Viện cớ mà thôi, Tiêu Chính Văn bình thản thốt ra mấy chữ này. Viện cớ, hừ, tôi không ngại nói thẳng, bây giờ chúng ta đang liên tiếp bị đánh bại ở chiến trường vùng ngoài vũ trụ rồi. Mà cao thủ thiên cảnh của vùng ngoài lãnh thổ cũng chỉ có mấy người mà thôi, đương nhiên, người của Vạn Kiếm Cốc cũng tới từ vùng ngoài vũ trụ. Thế nhưng ba người bọn họ không phải đều chết trong tay cậu cả rồi hay sao? Với tình hình bây giờ mà nói, mấy người Bạch Khởi căn bản không còn cơ hội trở về vùng ngoài lãnh thổ, thế nhưng, thế lực bên phía vùng ngoài vũ trụ đã thâm nhập vào bên trong vùng ngoài lãnh thổ. Bọn họ chỉ là vẫn chưa tìm thấy đường dẫn tới thế tục mà thôi, nếu như để cho bọn họ biết được con đường dẫn tới thế tục, vậy thì kết quả cũng có thể tưởng tượng ra được rồi. Vậy nên... thời gian còn lại của chúng ta đã cực kỳ có hạn. Không chỉ có vùng ngoài vũ trụ đang nhìn chăm chăm, ngay cả âm phủ cũng đang nhăm nhe tới thế tục, chỉ dựa vào mấy cao thủ thiên cảnh của vùng ngoài lãnh thổ thì căn bản chẳng thể cản được hai thế lực lớn liên thủ vây đánh. Nếu như sự việc đã phát triển tới bước này, vậy thì chúng ta cũng chỉ đành buông bỏ thế tục, toàn lực bảo toàn sức mạnh còn lại của chúng ta, nước cờ này đã đi rồi, lẽ nào bây giờ cậu còn không hiểu được dụng ý tốt đẹp của tôi sao? Nói tới đây, Điền Kỳ nhìn về phía chân trời với vẻ mặt dày vô liêm sỉ, nói với vẻ mình đang suy xét cho muôn dân trong thiên hạ, thật ra,
thiên phú của cậu rất cao, thậm chí có thể ngang hàng với tôi hồi trẻ. Nếu như chúng ta có thể liên thủ, dù cho người của vùng ngoài vũ trụ và âm phủ thật sự giết tới thì chúng ta cũng có thể bảo toàn được một chốn nương thân cho mình. Đây mới là việc chúng ta nên suy xét chứ không phải vì đám kiến kia mà bỏ lỡ thời cơ tốt nhất. Điền Kỳ nói rồi hướng ánh mắt nhìn về phía Long Cổ. Audio điện tử Võ Tấn Bền. Hết tập 133.